Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 1676, tầng thứ 92. Thắng được Tòng Thánh Đỉnh Phong cũng khó khăn, muốn thông qua tầng thứ 9, chỉ sợ không có chút cơ hội nào, trừ khi. Bây giờ có thể tìm được Thiên Đạo Công Pháp Tàm Phong Cảnh, thực lực trực tiếp tăng lên tới Tàm Phong Cảnh Đỉnh Phong. Nhưng loại công pháp này, ở chỗ này rõ ràng tìm không thấy. Nếu như đi đến một bước này, vẫn là đi lên xem một chút đi. Thở ra một hơi, không có chút lưu lại, Trương Huyền tiếp tục đi tới. Một đường sông cửa, đều đến nơi đây, nếu như là bởi vì sợ hãi, mà trì trệ không tiến, mình cũng cảm thấy thực xin lỗi bản thân. Vô luận như thế nào cũng phải đi lên xem một chút, cùng lắm thì nhận thua là được. Đẩy ra đại môn tầng thứ 9, một gian phòng thật lớn trống trải xuất hiện ở trước mắt. Dương mắt nhìn lại, một lão giả xuất hiện ở ánh mắt. Mục sư. Thấy rõ dung mạo người này, Trương Huyền nhướng mày. Không phải người khác, đúng là tổ sư khai phái Mục Khải. Lúc trước mới ở trên đài cao gặp qua đối phương lưu lại tàn hồn. Không đúng, là mục sư căn cứ hình tượng của mình luyện chế ra khôi lỗi thánh vực cấp. Tuy kỳ quái, nhưng rất nhanh liền nhìn ra vấn đề. Vị trước mắt này, cũng không phải Mục Khải mục sư chính thức, cũng không phải hắn lưu lại tàn hồn, mà căn cứ bộ dáng của hắn, luyện chế khôi lỗi. Từ xa nhìn lại giống như chân thân, thế cho nên khiến hắn lần đầu tiên nhìn sang, cũng không nhận ra được. Không có đạt tới bán thánh, liền từ cửa thứ nhất xông đến nơi đây, nói rõ thiên phú cùng thực lực của ngươi bất phàm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thấy hắn đi tới, trong mắt mục sư khôi lỗi mang theo vui vẻ, nhàn nhạt nhìn lại. Gặp qua mục sư, Trương Huyền ôm quyền tiến về phía trước một bước. Coi như chỉ là khôi lỗi. Khẳng định cũng giống như tầng thứ 8, ẩn chứa ý niệm của mục sư, không thể xem nhẹ. Ân, mục sư khôi lỗi gật đầu cười. Ta bây giờ là thánh vực nhất trọng sơ kỳ, chỉ cần ngươi có thể thắng được ta, coi như xông qua ký lục sơn, đạt được chỗ tốt ta lưu lại. Thắng ngươi, Trương Huyền khổ sở. Nói thật, chỉ bằng vào thực lực, muốn thắng được đối phương, khả năng hầu như không có. Nhưng mà, nếu bằng vào bản lĩnh hủy đồ của hắn, chơi đùa đối phương biến thành tàn tật, sau đó biến thành mảnh vỡ, có lẽ là rất đơn giản. Chỉ là dùng thủ đoạn như vậy, đối phó tổ sư khai phái, thật sự có chút băn khoăn, cực kỳ ngại ngùng. Một khi để cho người khác biết rõ, thân là viện trưởng, chú trọng thân phận, nhất định sẽ xấu hổ. Không cần lo lắng, chỉ cần có thể thắng được ta, thủ đoạn gì cũng có thể dùng, không cần chú ý quy tắc. Tựa hồ nhìn ra hắn nghi kỵ, mục sư cười cười. Nói thật, ta lấy thực lực thánh vực, xuất thủ với một người ngay cả bán thánh cũng không có đạt tới như ngươi, bản thân chính là không giảng quy tắc. Ngươi xác định, ánh mắt Trương Huyền cổ quái, có thể không cần chú ý quy tắc. Không sai, mục sư mặt mỉm cười. Nếu ngươi nói như vậy, vậy là tốt rồi. Nghe đối phương nói, không cần chú ý quy tắc, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, gánh nặng trong lòng buông lỏng xuống, tinh thần khẽ động. Vù vù. Kim Nguyên Đỉnh xuất hiện ở trước mắt. Đỉnh đỉnh, đánh ngất ra hỏa này cho ta. Đại thủ phất lên, Trương Huyền hào khí ngất trời. Yên tâm đi, khôi lỗi của lão mục mà thôi, hiện tại ta liền giúp chủ nhân luyện thành đống cặn bã. Kim Nguyên Đỉnh lên tiếng, thân thể nhoáng một cái, liền muốn tiến lên. Nó là thánh khí mà danh sư Đường lưu cho học viện, năm đó liền thấy qua Mục Khải mục sư, lúc này liếc mắt liền nhận ra được. Chậm đã, khóe miệng co lại. Mục sư khôi lỗi thiếu chút nữa ngất đi, vội vàng hét lớn. Làm sao vậy? Ý bảo Kim Nguyên Đỉnh dừng lại, Trương Huyền nghi hoặc nhìn qua. Ngươi vừa nói, thủ đoạn gì cũng có thể dùng, hiện tại ta triệu hoán Kim Nguyên Đỉnh ra, thì thế nào? Khục khục, ta nói chính là thủ đoạn có thể dùng, ngươi có thể vận dụng thực lực, chiêu số, cùng các loại phụ tu nghề nghiệp, mà không phải. Mượn nhờ thánh khí, nếu không, dựa vào thánh khí chi uy. Coi như là người chỉ có thực lực hóa phàm nhất nhị trọng, cũng có thể từ cửa thứ nhất xông lại, ký lục sơn liền không còn ý nghĩa. Sắc mặt mục sư khôi lỗi đỏ bừng nói. Trách hắn không nói rõ ràng a. Ký lục sơn là khảo hạch năng lực cá nhân, người lấy thánh khí ra, coi như không có thực lực, cũng nhất định có thể xuôi dòng thuận gió, một đường qua cửa a. Như vậy còn khảo hạch cái rắm. Cái này, là ta đã hiểu lầm. Trương Huyền gãi gãi đầu. Lần nữa thu hồi Kim Nguyên Đỉnh vào giới chỉ, cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm linh khí tuyệt phẩm xuất hiện ở lòng bàn tay, thẳng tắp chỉ qua đối phương. Như vậy có thể a? À?
Mục sư Khôi Lỗi nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng cười cười, đang muốn nói chuyện, liền thấy một đạo kiếm quang thẳng tắp đâm ra, tựa như sao băng chói mắt. Chương 1677, Trương Huyền thất bại. 1. Hảo kiếm pháp. Ánh mắt sáng lên, mục sư Khôi Lỗi nhịn không được nhẹ gật đầu, thân thể nhoáng một cái, tiến lên đón. Trong nháy mắt, một người một khôi lỗi giao chiến cùng một chỗ. Oanh 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 oanh. Trương Huyền toàn lực thi triển, kiếm pháp như sóng to, giả dích không dứt, tựa như sóng lớn, một tầng chồng lên một tầng, càng ngày càng lớn mạnh. Tuy hắn không có tu luyện qua kiếm pháp lợi hại, nhưng tất cả kiếm chiêu hình thành thiên đạo kiếm pháp, toàn lực thi triển, mang theo mùi vị hóa phức tạp thành đơn giản, coi như là cường giả thánh vực đột nhiên gặp phải, cũng có chút trở tay không kịp. Kiếm pháp lợi hại, bất quá, với ta mà nói, còn quá yếu. Nhẹ nhàng cười cười, mục sư Khôi Lỗi điểm về phía trước. Dâm ào ào. Mũi kiếm của Trương Huyền đâm vào không khí, lập tức sụp đổ xuống, kiếm quang vô cùng sắc bén, tựa như quấn vào vòng xoáy, không còn nửa điểm uy lực. Biết rõ gặp đối thủ, Trương Huyền nhướng mày, lực lượng toàn thân mãnh liệt kích phát. Ầm ầm. Không khí sụp đổ, tựa như chấn vỡ khí cầu, kiếm quang lần nữa sinh trưởng, cùng đầu ngón tay của mục sư va chạm nhau. Dâm ào ào. Miệng thủy tinh nứt ra, gợn nước nhộn nhạo. Chỉ cảm thấy mũi kiếm như đâm vào một bức tường cực lớn, hổ khẩu của Trương Huyền đau nhức, máu tươi xé rách mà ra, toàn bộ người ngực khó chịu, bay ngược ra ngoài. Người ở trên không trung, hồng trần đạp thiên bộ vận chuyển, thân thể trầm xuống, liên tục ở trên sàn nhà dẫm ra một loạt dấu chân. Lần nữa gào thét, lại đâm về phía trước. Dâm ào ào. Không khí như màn sân khấu bị cái kéo cắt ra, kiếm quang đâm tới điểm thiếu sót trong chiêu số của mục sư. Hảo nhãn lực. Thấy hắn một chiêu đã tìm được thiếu sót trên chiêu số, mục sư sững sờ, lần nữa cười cười, thân thể nhoáng một cái, toàn bộ thân thể tựa như con quay. Lúc trước xuất hiện thiếu sót, lập tức biến mất không thấy gì nữa, giống như không tồn tại. Thiên đạo có thiếu, thiên đạo còn không được đầy đủ, bất luận chiêu số gì, có thiếu sót là bình thường, nhưng thực lực đối phương quá mạnh mẽ, vô luận ý thức phản ứng hay tốc độ, đều nhanh hơn hắn, coi như là phát hiện lỗ thủng cũng vô dụng. Bởi vì còn chưa kịp công kích, đã bị đối phương tránh thoát, cái gọi là thiếu sót, cũng đã thành chê cười. Không hổ là cường giả sáng lập danh sư học viện. Sắc mặt Trương Huyền xanh mét. Đổi lại thánh vực sơ kỳ, bị hắn phát hiện lỗ thủng, coi như không trúng chiêu khẳng định cũng luống cuống tay chân, trước mắt khác biệt, lại có thể sớm dự phán đến mấy chiêu sau, biết rõ vị trí kiếm này của hắn nhằm vào, do đó sớm che đậy thiếu sót. Đáng sợ. Đối phương đã không riêng gì thực lực mạnh mẽ, nhãn lực cũng kinh người, coi như kém minh lý chi nhãn của hắn, nhưng đối với kinh nghiệm cùng lĩnh ngộ chiến đấu, cũng tuyệt không phải hắn có thể so sánh. Chỉ cần dùng chiêu số, liền khẳng định có thiếu sót, ta không tin ngươi có thể trốn đến bao lâu. Trương Huyền cũng không hoảng hốt. Tuy lúc bình thường, đều là Tử Dương Thú cùng Kim Nguyên Đỉnh xuất thủ, nhưng xem nhiều thư tịch như vậy, tổng kết ra vô số thiên đạo công pháp. Lý giải chiến đấu cũng không kém tướng quân thân kinh bách chiến. Thậm chí lý giải càng sâu. Chiêu số không quan tâm cao thâm hay không, bí pháp hay không bí pháp, chỉ cần có chiêu, thì có lỗ thủng, thì có thiếu sót, đúng bệnh hốt thuốc, dù ngươi là võ kỹ thần cấp, cũng sẽ bị mổ ra chiêu số, ngay tại chỗ đánh tan. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nhất định phải sớm biết rõ chiêu số của đối phương, hơn nữa hiểu rõ thiếu sót trong đó, còn phải có đủ thực lực. Phá. Trong mắt tựa như có thư tịch xuất hiện, trường kiếm giống như linh xà du tẩu về phía trước, thời gian nháy con mắt liền xuất hiện ở trước mặt một chỗ thiếu sót của mục sư Khôi Lỗi. Chỉ cần tiến quân thần tốc, coi như đối phương là thánh vực, cũng nhất định bị thương. Nhãn lực thật tốt. Khôi Lỗi tựa hồ đoán ra hắn sẽ đâm vào nơi đây, nhẹ nhàng cười cười, hai tay chấn động. Trương Huyền chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng nghiền ép đập vào mặt, khí tức trầm xuống, mũi kiếm vô cùng phong mang rút cuộc không đâm xuống được. Bành! Lực lượng khổng lồ kéo tới, Trương Huyền ở trên không trung lần nữa lật ra hai cái bổ nhào, bay ngược ra, lưng đâm vào trên vách tường, sắc mặt đỏ bừng, phun ra một ngụm máu tươi. Liên tục tiến công hai chiêu, hơn nữa tìm được thiếu sót, đáng tiếc. Lực lượng của đối phương quá mạnh mẽ, căn bản không cách nào thắng được. Còn là quá yếu. Lau sạch máu tươi ở khóe miệng, Trương Huyền cười khổ, nhịn không được lắc đầu. Hiện tại hắn chỉ là tàm phong cảnh sơ kỳ. Đối chiến thánh vực nhất trọng sơ kỳ, trong đó chênh lệch bán thánh, tòng thánh, cùng thánh giả, trọn vẹn ba cấp bậc, căn bản không phải lực lượng nhục thân, hồn lực có thể đền bù.
cho dù có hơn 8.000 vạn đỉnh lực lượng, ở trước mặt đối phương, như trước không chịu nổi một kích. Cường giả thánh vực, từng cái khiêu huyệt mở ra, không chỉ biết bay, lực lượng cũng vượt qua ước đỉnh, coi như là mượn nhờ thiên đạo thư viện, có thể tìm được lỗ thủng, kiếm khí ngay cả chân khí hộ thể của người ta cũng không phá được, còn đánh như thế nào. Thật giống như để con kiến cầm lấy trường kiếm đi tiến công voi, căn bản không có ở cùng một cấp bậc, coi như chiêu số lại rườm rà phức tạp, cũng không có bất kỳ tác dụng. Hiện tại hắn chính là loại tình huống này, đối phương là khôi lỗi, phòng ngự vô địch, coi như trường kiếm đâm chúng cũng không phá vỡ phòng ngự, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú, phòng ngự giọt nước không lọt, còn có thể thừa cơ phản kích. Làm cho người ta kìm lòng không được sinh ra cảm giác bị thất bại. Căn bản là không có biện pháp đánh. Hừ, vậy thì ngượng ngùng. Biết rõ đọ sức võ kỹ đơn thuần, khẳng định không phải đối thủ, ánh mắt Trương Huyền ngưng tụ, tinh thần câu thông thư viện, một quyển sách xuất hiện. Nếu là khôi lỗi, tất nhiên có chỗ sai lầm, tự nhiên liền có đủ loại thiếu sót, thật sự không được, cũng không chú ý giang hồ đạo nghĩa, giống như tầng thứ 7, trước tiên hủy ra hỏa này rồi hãy nói. Ngón tay điểm một chút, nội dung trong thư tịch lập tức tiến nhập trong đầu, biến thành kiến thức của mình. Thất tinh liên hoàn khôi lỗi. Trong thư tịch ghi lại danh xưng của khôi lỗi này, nhìn thoáng qua, Trương Huyền liền nhướng mày. Chương 1678, Trương Huyền thất bại. 2. Lúc trước hủy đi khôi lỗi ở tầng thứ 7, đối với cấp bậc thứ này hơi chút hiểu được, cái kia là lục tinh, hủy cũng không quá dễ dàng, cái này đạt đến thất tinh. Lấy thực lực trước mắt của hắn, có thể mở ra hay không cũng còn khó nói. Khôi lỗi không phải vật phẩm thiên công bình thường, sẽ chờ ở tại chỗ, để hắn phá giải từng cái thiếu sót, một khi bị công kích, sẽ lập tức phản kháng, đến lúc đó, ai sống ai chết còn khó nói. Cũng nên thử một chút. Ghi thiếu sót của đối phương ở trong lòng, hít sâu một hơi, Trương Huyền lần nữa phóng tới đối phương. Vù vù, thi triển thiên đạo thân pháp, cả người tựa như huyễn ảnh, thời gian nháy con mắt đi vào trước mặt khôi lỗi, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vẽ một cái. Cùng thời khắc đó, tay trái chỉ ra đâm tới. Thú vị, chứng kiến công kích của hắn, đâm thẳng lỗ thủng, thân thể mục sư chuyển một cái, một quyền đón chào. Không có chiêu số, không có võ kỹ. Chỉ có lực lượng đơn thuần cùng cuồng bạo nghiền ép. Không dám tiếp tục đi tới, thiên đạo thân pháp chuyển một cái, vội vàng nghiêng qua bên trái, tránh thoát công kích. Lóe lên một chút, thiếu sót vừa rồi nhắm chúng tự nhiên cũng công kích không đến, chiêu số chuẩn bị hồi lâu, cũng đánh vào không trung. Phản ứng thật là lợi hại. Khuôn mặt Trương Huyền xanh mét, khó coi không nói ra được. Từ khi cùng người chiến đấu, lúc nào gặp qua biệt khuất như vậy. Đối phương biết rõ hắn nhìn ra thiếu sót, trực tiếp không cần chiêu số, mà dùng lực lượng đơn thuần nghiền ép. Chỉ cần lực lượng không bằng đối phương, dù đánh thế nào cũng không có tác dụng. Ngay cả thân thể cũng không có biện pháp tới gần, đừng nói bị thương đối phương, có thể bảo chứng bản thân không bị đánh chết cũng không tệ rồi. Có thể nói, tìm được khuyết điểm của đối phương cũng đồng dạng tìm được khuyết điểm của hắn. Lực lượng chưa đủ, chỉ cần hạ công phu ở điểm ấy. Tuyệt chiêu lại hoa lệ cũng không có tác dụng. Ngươi không phải là đối thủ, nhận thua đi. Mục sư khôi lỗi lắc đầu. Nhận thua. Trương Huyền nhíu mày. Thật vất vả vọt tới tầng thứ 9, chẳng lẽ thật muốn nhận thua trở về. Đúng vậy, lực lượng của ngươi chưa đủ, khẳng định không cách nào thắng được ta. Bất quá, chỉ cần ngươi chậm rãi tu luyện, đạt tới tàm phong cảnh đỉnh phong, lần nữa tới đây, ta rất có thể không phải là đối thủ. Mục sư khôi lỗi nói. Tuy không phải đối thủ, nhưng hắn biết, không phải sự tình thiên phú, mà là thời gian tu luyện của đối phương quá ngắn, tu vi chưa đủ. Không nói có được thực lực bán thánh, coi như đạt tới tàm phong cảnh đỉnh phong, chỉ sợ hắn cũng sẽ rất khó chiến thắng. Nếu như ký lục sơn thiết lập tầng thứ 9, nhất định là hy vọng có người xông cửa thành công a. Thực lực chưa tới bán thánh, thật sự có người có thể thắng được ngươi. Trương Huyền nhìn không được nói. Nếu như đối phương là thánh vực nhất trọng bình thường, tỷ lệ hắn chiến thắng còn rất lớn, nhưng thân là danh sư, càng là siêu cấp cường giả sáng chế danh sư học viện, lý giải chiến đấu cao thâm đến cực điểm. Chỉ cần lực lượng không cách nào thắng được, liền không có khả năng chiến thắng. Hắn tu luyện thiên đạo công pháp, lĩnh ngộ ngũ diệu kim thân, càng kiêm tu vu hồn. Thực lực cường hãn như vậy, cũng khó làm được, hắn không tin danh sư học viện, có người có thể đủ mạnh hơn hắn. Nếu như không có, vì sao phải thiết lập một tầng thứ 9 không cách nào cho người thông qua? Có. Mục sư gật đầu.
Có. Trương Huyền nhíu mày. Ngươi không cần không tin, là thật có, không ít chiến sư có thể làm được. Thậm chí năm đó Khổng Sư, thời điểm còn không có đạt tới bán thánh, liền chém giết qua cường giả thánh vực. Mục sư nói. Không đến bán thánh liền chém giết thánh vực. Đồng tử của Trương Huyền co rụt lại. Hắn biết rõ đối phương nói chém giết, tất nhiên là dựa vào thực lực, mà không phải Tử Dương Thú, Kim Nguyên Đỉnh. Khổng Sư còn không có đạt tới bán thánh, liền lợi hại như vậy. Thật hay giả? Phải, nếu như không phải có thể làm được sự tình thường nhân làm không được, làm sao có tư cách làm chiến sư, cùng dị linh tộc chiến đấu? Mục sư khôi lỗi mặt không biểu tình. Cái này, Trương Huyền sửng sốt. Lúc trước gặp phải hai người Lộc Thành, còn tưởng rằng chiến sư đều như thế, hiện tại xem ra, cũng không phải đơn giản như vậy. Nhận thua đi, ngươi không thể thắng được ta, coi như lại kéo dài thời gian cũng vô dụng. Biết rõ hắn kéo dài thời gian, là vì khôi phục chân khí, mục sư khoát tay áo. Đợi ngươi đạt tới tàm phong cảnh đỉnh phong, có thể đến lần nữa, có lẽ có thể đánh bại ta. Hắn cũng không cho rằng, một tàm phong cảnh sơ kỳ có thể chiến thắng, thật như vậy mà nói, vị này khẳng định đáng sợ hơn rất nhiều chiến sư chính thức. Đợi đến tàm phong cảnh đỉnh phong. Trương Huyền lắc đầu. Không cần chờ, hiện tại ta có thể đánh bại ngươi. A, à, mục sư khôi lỗi nhướng mày. Không tin, ha ha. Thấy hắn như vậy, Trương Huyền nhẹ nhàng cười cười. Ta có thể chứng minh cho ngươi xem, bất quá. Ngươi trước chờ ta một chút, ta đổi một bộ quần áo. Lại tới đánh với ngươi. Chương 1679, Phong Thánh Giải 1. Đổi quần áo. Vẻ mặt của mục sư khôi lỗi phát mộng. Có thể đánh thắng liền đánh thắng, đánh không lại liền đánh không lại, cùng thay quần áo có quan hệ gì? Quần này áo, là học viện chuyên môn vì ta chuẩn bị, cực kỳ quý giá, mặc lên người có chút bó tay bó chân, chỉ có mặc lại danh sư phục của bản thân, mới có thể phát huy sức chiến đấu mạnh nhất. Trương Huyền nói, y phục này của ngươi không phải rất quý giá sao? Mục sư khôi lỗi nhịn không được nói. Hiện tại Trương Huyền mặc là y phục viện trưởng vì nghênh đón đại điển kế vị, luyện khí sư học viện cùng thiên công viện chuyên môn làm theo yêu cầu, không chỉ vừa vặn, còn có công năng phòng ngự rất mạnh, linh khí tuyệt phẩm, là cả học viện hao phí khổng lồ hoàn thành. Nhãn lực của mục sư như đuốc, liếc thấy ra bất phàm, mặc y phục như thế, là heo cũng có thể chiến lực tăng nhiều, người lại nói không thích hợp. Còn muốn mặc cái gì? Bán thánh khí sao? Thật muốn như vậy, còn đánh thế nào? Là có chút quý giá, bất quá quần áo vừa vặn tốt nhất, cũng không phải là quý giá liền càng lợi hại. Trương Huyền cười cười, không giải thích quá nhiều, khoát tay áo. Khả năng còn làm phiền mục sư xoay người sang chỗ khác, ta thay quần áo, không thích để cho người khác nhìn xem. Được rồi. Thấy gia hỏa này muốn đổi quần áo cùng mình tỉ thí, mục sư lắc đầu, xoay người sang chỗ khác. Kỳ thật thay quần áo chiến đấu, trước kia hắn cũng đã được nghe nói. Đều là nghề nghiệp kinh hồng sư mới có thể làm như vậy, bình thường đều đổi thành quần áo và trang sức cực kỳ hoa lệ, sau đó phối hợp vũ đạo dáng vẻ thướt tha mềm mại, làm cho người ta say mê, làm cho người ta trầm mê. Chẳng lẽ gia hỏa này, là một vị kinh hồng sư? Nhưng, coi như thật, cũng không có tác dụng a. Hắn là khôi lỗi, nghề nghiệp phụ tu công kích linh hồn, hoàn toàn vô dụng. Khoan hãy nói, kinh hồng sư đều là mỹ nữ. Để một nam nhân chuẩn bị tư thế dung nhan. Chỉ sợ không phải mỹ cảm, mà là buồn nôn. Ngẫm lại cũng cảm thấy tóc gáy dựng lên. Được rồi. Trong lòng đang suy nghĩ, không biết gia hỏa này rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì, liền nghe được một thanh âm lãnh ngạo vang lên, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy thanh niên vừa rồi đã đổi quần áo xong. Y phục này, không có hoa lệ như lúc trước, thoạt nhìn hết sức bình thường. Người đây là, danh sư trang phục bình thường. Mục sư khôi lỗi sửng sốt. Nếu như đối phương đổi thành quần áo hoa lệ, đổi thành bán thánh khí, hắn đều có thể tiếp nhận, dù sao quần áo cũng ảnh hưởng tới thực lực. Nhưng chỉ đổi thành trang phục danh sư bình thường, không có gì đặc thù. Cái này rất giống thánh khí đổi thành linh khí, chẳng những không phải gia tăng thực lực, mà là giảm xuống. Ngươi xác định thay đổi quần áo bình thường như thế, có thể thắng được ta. Không sai. Trương Huyền gật đầu, hai tay chắp sau lưng. Trong mắt mang theo ngạo nghễ. Quần áo bình thường cũng có thể đánh bại ngươi. Ngươi đã tự tin như thế, vậy thì bắt đầu đi. Thấy gia hỏa này thay đổi quần áo, kiêu ngạo không gì sánh được, không khiêm cung như lúc trước chút nào, sắc mặt của mục sư khôi lỗi trầm xuống, siết chặt nắm đấm.
phần phật. Lần này là hắn công kích trước. Nhất lực hàng thập hội sao sao ở trước mặt tuyệt đối thực lực, hết thảy mưu kế đều vô dụng, nắm đấm mang theo uy áp nồng đậm, không khí chung quanh đều bị chấn vỡ. Vì để cho đối phương biết khó mà lui, không dây dưa không rõ, vừa ra tay liền phóng xuất ra toàn bộ lực lượng, so với vừa rồi chiến đấu, càng cường đại hơn, càng thêm có uy hiếp. Đến thật tốt. Trương Huyền thay đổi quần áo, không còn kính sợ như lúc trước, cũng không trốn tránh, đồng dạng đánh ra một quyền. Hả? Chứng kiến công kích của hắn, mục sư Khôi Lỗi nhíu mày. Thực lực của đối phương, vừa rồi chiến đấu hai chiêu, đã biết rất rõ ràng, đối với công kích toàn lực của hắn, căn bản ngăn cản không nổi, hiện tại lại có thể dùng quyền đón đỡ. Vốn tưởng rằng thay đổi quần áo sẽ trở nên càng cường đại hơn, sao? Giống như thay não vậy. Như vậy đón đỡ một quyền toàn lực của mình, nhất định sẽ bị đánh bại ngay tại chỗ. Trong lòng trần chờ, đang muốn thu hồi lực lượng trên nắm tay một ít, liền thấy nắm đấm của đối phương đã đi tới trước mặt. Vù vù. Hai nắm tay va chạm nhau, đồng tử của mục sư Khôi Lỗi co rụt lại. Vốn nghĩ rằng thực lực của đối phương còn như vừa rồi, coi như thu hồi một nửa lực lượng, cũng rất khó tiếp được. Ai ngờ nắm đấm va chạm, lập tức cảm nhận được không đúng. Lực lượng của đối phương lúc trước còn hơi có vẻ nhu nhược, giờ phút này liên tục không ngừng quán thâu đến, giống như sơn băng địa liệt, sông lớn sụp đổ, khiến toàn thân hắn kìm lòng không được run rẩy. Bành! Lực lượng va chạm nhau, giờ phút này đừng nói thu lực, coi như là toàn lực, cũng không phải là đối thủ. Lui về phía sau. Hét lớn một tiếng, trên đầu toát ra gân xanh, lực lượng toàn thân phát huy đến cực hạn. Hừ! Thanh niên đối diện ngẩng đầu. Trong ánh mắt mang theo khinh miệt, hừ nhẹ một tiếng, lực lượng trên nắm tay bạo tăng. Bành! Mục sư Khôi Lỗi không kịp phản ứng, gục bay mà ra, bay ra mấy chục thước, lưng hung hăng đâm vào trên vách tường, từng ngụm thở hổn hển, trái tim sắp muốn nổ. Cái này! Đồng tử co rút lại, vẻ mặt tràn đầy không thể tin được nhìn về phía thanh niên trong đại sảnh, như là gặp quỷ. Vừa rồi cùng hắn tỉ đấu, tuy nhãn lực không tệ, nhưng mà lực công kích kém thật sự nhiều lắm. Muốn kích thương mình cũng làm không được. Thế nào thay đổi bộ y phục, giống như thay đổi người khác, một quyền liền đánh bay bản thân. Chương 1680, Phong Thánh Giải 2. Hơn nữa nhìn bộ dạng, còn như là lưu thủ. Khác biệt cũng quá lớn đi. Nhìn không được nhìn lại, vô luận bộ dáng hay khí tức linh hồn, đều là một người không thể nghi ngờ. Nói cách khác, thay đổi bộ y phục, tuy thực lực của gia hỏa này không có tăng trưởng, nhưng sức chiến đấu lại bạo tăng gấp bội. Người thua. Đang rung động, thanh niên chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt bướng bỉnh nói. Ta. Mục sư Khôi Lỗi cười khổ lắc đầu. Chúc mừng ngươi thông qua tầng thứ 9, trở thành danh sư thứ nhất thành công thông qua ký lục sơn từ khi sáng tạo đến nay. Tuy không biết đối phương đến cùng xảy ra chuyện gì, đổi bộ y phục thực lực tăng nhiều, nhưng thua chính là thua, đường đường tổ sư khai phái của danh sư học viện, còn không đến mức bởi vì chút việc nhỏ này mà lấp liếm. Nghe được nhận thua, thanh niên cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy hắn xuất thủ, nhất định có thể chiến thắng, vẻ mặt dám thối. Ngươi thông qua tầng thứ 9, là thiên tài cường đại nhất của danh sư học viện vạn năm tới nay, quyển phong thánh giải này để lại cho ngươi rồi. Mục sư Khôi Lỗi cũng không thèm để ý hắn tự ngạo, nhẹ nhàng cười cười, lấy ra một quyển sách đưa tới. Phong thánh giải. Thanh niên tràn đầy nghi hoặc. Không sai. Mục sư Khôi Lỗi cười cười. Thân là danh sư, người có thể nghe nói qua, khổng sư là làm sao đột phá thánh vực không? Cái này, nghe qua, là thiên nhận thánh giả. Thanh niên gật đầu. Thời điểm khổng sư đột phá, đạt được ông trời công nhận, trở thành thiên nhận thánh nhân, thậm chí chỗ đột phá, còn để lại phong thánh đài. Nơi này hắn tự mình đi qua, không coi là bí mật. Đúng vậy, là thiên nhận thánh giả. Ánh mắt của mục sư Khôi Lỗi tỏa ánh sáng. Thiên nhận thánh nhân. Không chỉ thực lực mạnh, càng có thể được chỗ tốt cực lớn, vì về sau tấn cấp đánh xuống trụ cột. Vô số năm, vô số danh sư, đều muốn làm được điểm ấy, đáng tiếc. Không ai có thể hoàn thành. Bản phong thánh giải này, là năm đó ta ở dưới cơ duyên xảo hợp lấy được, bên trong miêu tả kỹ càng quá trình tu luyện của khổng sư trước lúc phong thánh. Ta chuyên môn nghiên cứu qua, cũng tổng kết thành công pháp tu luyện. Tuy không thể để cho người chính thức biến thành thiên nhận thánh giả, được ông trời nhận thức. Nhưng chỉ cần nghiêm khắc tu luyện, tuyệt đối có thể làm cho sức chiến đấu ở trước khi tới thánh vực, gia tăng gấp 2 trở lên. Gia tăng gấp 2. Con mắt thanh niên trợn tròn.
tu vi đạt tới bán thánh, tòng thánh cùng thánh vực, từng cấp bậc nên có bao nhiêu lực lượng, cơ bản đều là xác định. Nếu như có thể khiến sức chiến đấu ở trước đột phá gia tăng gấp 2, tích lũy hùng hậu bao nhiêu mới có thể làm được. Thực lực như vậy, một khi đột phá, coi như không phải thiên địa nhận thức, thánh vực bình thường cũng khó có thể chống lại, hoàn toàn không phải là đối thủ. Không sai, bất quá, sớm nói cho ngươi một tiếng, bản phong thánh giải này, sau khi tu luyện, hoàn toàn chính xác có thể làm cho sức chiến đấu tăng nhiều, nhưng cũng có thiếu sót. Mục sư Khôi Lỗi lắc đầu. Chính là tích lũy quá mức hùng hậu, muốn đột phá, so với tu luyện bình thường càng khó. Năm đó, ta chính là tham lam những thứ này, bỏ lỡ tuổi đột phá tốt nhất, đến chết cũng không có đạt tới cảnh giới cao hơn, do đó trở thành chuyện ăn năn cả đời. Thanh niên trầm mặc. Đối phương nói không sai, bất kỳ vật gì, đều có lợi có tệ. Có thể làm cho người ở trước khi đạt tới thánh vực, sức chiến đấu gấp bội, đủ thấy tích lũy hùng hậu, tích lũy như thế, đột phá tự nhiên càng khó. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn tu luyện tiêu hao so với tu luyện giả cùng cảnh giới lớn hơn nhiều lắm. Tu luyện thiên đạo công pháp, trụ cột vô cùng vững chắc, so với bất luận công pháp gì đều muốn củng cố, tiêu hao càng lớn, tiến bộ cũng sẽ trở nên chậm chạp. Hắn đã cảm thấy gần đây tu luyện rõ ràng chậm hơn trước kia. Gần 2 tháng mới gia tăng lên 4 đại cảnh giới, tưởng tượng liền tràn đầy xấu hổ. Quyết định như thế nào, toàn bộ bằng chính ngươi, quyển sách này, ta sẽ cho ngươi 3 ngày thời gian học tập, có thể lĩnh ngộ đến cảnh giới gì, toàn bộ bằng bản thân. Không nhìn ra hắn xấu hổ, mục sư Khôi Lỗi đưa thư tịch tới nói. Ân, thanh niên gật đầu, tiếp nhận thư tịch, do dự một chút. Ta tìm hiểu công pháp, cũng cần thay quần áo, phiền toái mục sư xoay người sang chỗ khác. Ách, được rồi. Không biết gia hỏa này đến cùng lấy ở đâu ra nhiều chuyện như vậy, mục sư lắc đầu, nhưng vẫn xoay người sang chỗ khác. Thấy hắn không có quan sát, thanh niên nhẹ nhàng thở ra, tinh thần khẽ động, một thân ảnh giống như đúc xuất hiện ở trước mặt, hai người liếc mắt nhìn nhau, người sau liền biết chuyện đã trải qua. Phân thân, người đi về trước đi. Thân ảnh giống như đúc khoát tay áo. Vâng, bản thể. Thanh niên trong nháy mắt biến mất. Người này mới thật sự là Trương Huyền, mà vừa rồi chiến thắng mục sư Khôi Lỗi, là phân thân. Vừa rồi tuy chỉ giao chiến 2 chiêu, nhưng Trương Huyền biết rõ, bản thân khẳng định không phải đối thủ, ngoài miệng nói là thay quần áo, trên thực tế là phân thân đi ra. Gia hỏa này bình thường rất không đáng tin cậy, nhưng sức chiến đấu không thể nghi ngờ. Hắn mỗi lần tiến bộ rất lớn, cảm thấy đối phương không phải đối thủ, kết quả đều bị đánh răng rơi đầy đất. Mình không phải là đối thủ của mục sư Khôi Lỗi, phân thân nhất định có thể. Quả nhiên, phân thân hoàn toàn chính xác không có khiến hắn thất vọng, thành công đánh bại, thông qua được tầng thứ 9. Cẩn thận lại nói tiếp, phân thân cũng là thực lực của bản thân hắn, chiêu thay mận đổi đào này, cũng không tính là không tuân theo quy định. Sở dĩ làm che giấu, là không muốn bí mật phân thân để lộ mà thôi. Bản thể xuất hiện, gọi mục khải mục sư một tiếng, ngón tay của Trương Huyền điểm lên thư tịch. Tinh thần tập trung nhìn sang. Chương 1681, Nguyên Thai phân cấp 1. Trong nháy mắt, Trương Huyền liền rõ ràng nội dung của quyển sách này. Phía trước giới thiệu kỹ càng, kinh nghiệm khổng sư phong thánh, trong đó đại bộ phận kinh nghiệm, đều có chút tương tự ở phong thánh đài lưu lại tâm đắc, chỉ là càng thêm kỹ càng, không chỉ có cảm thụ, còn có các loại hành động trong hiện thực. Phức tạp như vậy. Trương Huyền nhíu mày. Vốn tưởng rằng cái gọi là phong thánh giải, là một loại công pháp đơn thuần, chỉ cần theo như trình tự tu luyện, có thể để cho thực lực tăng nhiều, trên thực tế không có dễ dàng như vậy. Để cho ông trời phong làm thánh nhân, không chỉ cần chân khí mạnh mẽ, lực lượng mãnh liệt, càng trọng yếu chính là. Ngay cả tâm thần cũng cùng một chỗ tu luyện. Cái gọi là tu luyện tâm thần, trên thực tế chính là ma luyện tâm trí. Loại tu hành này, không thể làm cho người ta tăng lên sức chiến đấu, lại có thể làm cho lòng dạ của người ta càng thêm rộng lớn. Nhìn xa hơn, đi cao hơn. Chỉ có tâm trí đạt tới bao dung vạn vật, dung nạp thiên địa, đan điền tự nhiên cũng sẽ tùy theo trở nên rộng lớn, có thể dung nạp càng nhiều chân khí nữa. Tam phong cảnh, cũng gọi là tàng thai cảnh, thai tàng cảnh hoặc là kim đan cảnh. Ý là tích góp tu vi, trong người ngưng tụ nguyên thai kim đan, một khi thành công, cùng bản thân dung hợp là một, liền có thể đột phá gông cùm xiềng xích, thành linh thành thánh. Thấy hắn mặc vào quần áo lúc trước, nghiêm túc đọc sách. Mục sư Khôi Lỗi không hề xoắn xuýt, giải thích một câu, hỏi. Người đã tu luyện đến cấp độ này, đối với cảnh này hẳn có lý giải rất sâu.
Trương Huyền gật đầu. Tam phong cảnh, trên thực tế là chân khí toàn thân ngưng tụ thành thai, hóa làm đan, nói trắng ra, là chân khí từ thể khí, ngưng tụ thành thể rắn. Như vậy, thân thể có thể dung nạp càng nhiều chân khí nữa, một khi kết thành nguyên thai, hoàn toàn có thể tàng thai thành thánh, đạt tới cảnh giới cao hơn. Mặc dù không có siêu tập đến thiên đạo công pháp vượt qua tàm phong cảnh, nhưng chân khí trong cơ thể hắn đã bắt đầu hội tụ, ở đan điền tạo thành vòng xoáy chân khí, chỉ cần nỗ lực tu luyện, ngưng kết ra nguyên thai, chỉ là vấn đề thời gian. Tu luyện bình thường, chỉ cần làm từng bước, nỗ lực tu luyện, chân khí trong cơ thể rất nhanh có thể ngưng kết, nhưng đây chẳng qua là loại nguyên thai kém nhất, cũng chính là nguyên thai tam đẳng. Mục sư Khôi Lỗi nói, nguyên thai tam đẳng, nguyên thai còn phân cấp cấp. Vẻ mặt Trương Huyền tràn đầy nghi hoặc. Đây chính là chưa từng nghe nói qua. Coi như là ở học viện siêu tập không ít thư tịch nghề nghiệp, cũng chưa bao giờ gặp giới thiệu cùng loại. Đương nhiên sẽ phân chia đẳng cấp, chỉ bất quá, rất ít người biết được mà thôi. Mục sư Khôi Lỗi lắc đầu. Cái đẳng cấp này, là lúc trước một vị đệ tử của Khổng Sư nói ra, vốn nghĩ rằng sẽ cho tất cả tu luyện giả biết, lại bị Khổng Sư ngăn lại. Giữ kín không nói ra, thế cho nên người biết càng ngày càng ít. Khổng Sư ngăn lại. Trương Huyền kỳ quái. Khổng Sư không phải vạn thế chi sư sao? Đối với nhân tộc có cống hiến cực lớn, sáng lập nghề nghiệp danh sư. Truyền thừa phát triển ở toàn bộ nhân tộc, nhân vật như vậy, làm sao sẽ cố ý che lấp tin tức? Khổng Sư làm như vậy, là vì nhân loại. Mục sư Khôi Lỗi cảm khái một tiếng, cũng không để cho Trương Huyền nghi hoặc bao lâu, tiếp tục nói. Tu luyện giả bình thường như chúng ta, chỉ cần chịu nỗ lực, cơ bản đều có thể ngưng tụ ra nguyên thai tam đẳng, nguyên thai nhị đẳng liền khó khăn. Không chỉ cần đại lượng tài liệu tu luyện, còn cần có người chỉ điểm, xuất hiện một tia sai lầm cũng dẫn đến thất bại trong gang tấc. Nói cách khác, nghĩ ngưng tụ nguyên thai nhị đẳng, tiêu phí trả giá, ít nhất là gấp 10 lần nguyên thai tam đẳng trở lên. Loại trả giá này, nhân tộc trả không nổi không nói. Mấu chốt nhất là, cũng không phải người người đều có thể thành công, còn cần thiên tư cùng tâm tính cực cao, một khi thất bại, nhẹ thì nguyên thai hủy hết, tu vi bị phế, nặng thì chết ngay tại chỗ, thần tiên khó cứu. Mục sư Khôi Lỗi lắc đầu. Không biết thì thôi, một khi biết được, vô số danh sư đều vì tăng lên sức chiến đấu, mạo hiểm nếm thử. Mà hậu quả làm như vậy, chỉ biết làm nhân tộc tổn thương nguyên khí, để cho vô số người tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng tử vong. Mà không phải bồi dưỡng được càng nhiều cường giả. Cái này, chần chừ một chút, Trương Huyền cuối cùng nhẹ gật đầu. Đối phương nói không sai. Muốn trùng kích nguyên thai cấp bậc cao hơn, tự nhiên phải trả giá thật nhiều. Rất nhiều người chịu hạn chế bởi thiên tư, cưỡng ép đi làm, chẳng những không có hiệu quả, ngược lại sẽ hại bản thân. Thật giống như rắn nuốt voi, rõ ràng chỉ lớn như dây thừng, lại nhất định muốn ăn một con voi mấy thước, không thành công là bình thường, gây chuyện không tốt rất dễ dàng chơi chết bản thân. Cái gọi là đẳng cấp nguyên thai là như thế. Sau khi biết rõ tin tức này, lại không đi làm, rõ ràng còn có một loại cảnh giới không có đạt tới, trên tâm cảnh sẽ xuất hiện thiếu sót, cảm giác không bằng người. Do đó hạn chế thành tựu về sau. Biết rõ lại sẽ xuất hiện nguy hiểm. Người không biết không tội, có đôi khi ngu ngốc, cũng là một loại hạnh phúc. Chương 1682, nguyên thai phân cấp 2. Nguyên thai đẳng cấp cao, chỉ đại biểu sức chiến đấu đồng cấp bậc mạnh mẽ mà thôi. Mà trả giá, có thể bồi dưỡng được thánh vực nhị trọng, thậm chí tam trọng. Trả giá như thế, chỉ làm cho người tăng lên nguyên thai một cấp bậc nhỏ. Đổi lại người nào, đều biết nên lấy hay bỏ. Mục sư Khôi Lỗi tiếp tục nói. Nhất là vạn thế chi sư vì tương lai của nhân tộc suy nghĩ. Khoan hãy nói, nghề nghiệp danh sư năng lực chủ yếu nhất, là bồi dưỡng càng nhiều nhân loại đi đến đỉnh phong, dạy học mới là thứ nhất, sức chiến đấu đồng cấp bậc, coi như yếu một ít, cũng không ảnh hưởng chút nào. Đúng vậy. Trương Huyền gật đầu. Bí mật này thật sự quá kinh thế hãi tục rồi, một khi truyền đi, tất nhiên phá vỡ tu luyện giới, mà làm như vậy, ngoại trừ sẽ mang đến cho người áp lực tâm lý cùng gánh nặng, thì không có bất kỳ chỗ tốt. Đã như vậy, còn không bằng không nói, để cho tất cả mọi người không biết chuyện này. Huống chi, chức trách chủ yếu của danh sư là, giảng dạy, cùng, truyền thừa, cũng không phải đánh nhau, coi như là nguyên thai tam đẳng cũng không coi vào đâu. Chiếu theo lý giải công pháp, võ kỹ, rất nhiều nghề nghiệp, như cũ là việc đáng làm thì phải làm, không ai có thể so sánh. Ngươi nói tu luyện giả bình thường chỉ là nguyên thai tam đẳng, như vậy người nguyên thai nhị đẳng là dạng gì?
hiểu mục đích của đối phương, Trương Huyền không hề xoắn xuýt, tiếp tục hỏi. Nguyên thai nhị đẳng, đại bộ phận đều là chiến sư. Mục sư khôi lỗi nói. Chiến sư. Ân, chiến sư không cần học tập phụ tu, chuyên tâm chiến đấu, sẽ có càng nhiều tinh lực dùng ở trên việc tu luyện võ học, hơn nữa danh sư đường cùng với toàn bộ nhân tộc không ràng buộc cung cấp, cùng với thiên phú bản thân, ngưng tụ nguyên thai nhị đẳng cũng không khó. Nói đến đây, mục sư khôi lỗi dừng lại một chút, tiếp tục nói. Lúc trước Khổng sư ở trong nghề nghiệp danh sư cứng rắn tách ra chiến sư, kỳ thật chính là vì truyền thừa nguyên thai phân cấp. Trương Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách lúc trước gặp phải Ngô Hư, đồng dạng là tàm phong cảnh đỉnh phong, một người lại có thể ép tới đám người Hồ Yêu Yêu, Tiết Chân Dương thúc thủ vô sách, không phải bởi vì đám người Đồng Hân Thiên Phú chưa đủ, mà là đẳng cấp nguyên thai. Chưa đủ. Như vậy vô luận độ tinh thuần chân khí hay lực lượng khống chế, đều không bằng đối phương, bị đánh bại là rất bình thường. Chiến sư cũng chỉ là nguyên thai nhị đẳng, như vậy nhất đẳng là ai? Trương Huyền hỏi lần nữa. Chiến sư cường đại như thế, cũng chỉ là nhị đẳng, nhất đẳng chẳng phải càng thêm đáng sợ. Nguyên thai nhất đẳng, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, đã thật lâu không ai thành công. Dù sao ta chưa từng thấy qua, nghe nói năm đó Khổng sư, khả năng chính là. Đương nhiên, cụ thể như thế nào, thư tịch không có ghi chép, ta cũng không dám kết luận bừa. Mục sư khôi lỗi giải thích. Không ai thành công qua. Trương Huyền sững sờ. Đúng vậy, nguyên nhân chính là như thế, ta hoài nghi nguyên thai nhất đẳng, chính là. Nguyên nhân chủ yếu trở thành thiên nhận thánh nhân. Vì vậy, cho tới nay, ta luôn muốn thành tựu nguyên thai nhất đẳng, vì thế hao tốn không dưới mấy trăm năm. Kết quả, đến cuối cùng, cũng chỉ ngưng tụ ra nguyên thai nhị đẳng phẩm chất tốt nhất, vẫn không thể nào thành công. Vẻ mặt của mục sư khôi lỗi tràn đầy cười khổ. Vì một cái mộng không biết kết quả, lãng phí mấy trăm năm vô ích, sinh mệnh tiếp cận một nửa, đổi lại người nào, đều hối hận không thôi. Nhị đẳng thượng phẩm. Ân, nguyên thai không chỉ chia làm nhất, nhị, tam đẳng, trong mỗi nhất đẳng, còn chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm. Ta có thể ngưng tụ ra loại này, cũng hao tốn trả giá rất lớn, có kinh nghiệm cửu tử nhất sinh, lãng phí không biết bao nhiêu thời gian. Sau khi thành công, tuy có thể vượt cấp chiến đấu. Nhưng người cùng thế hệ lúc trước thực lực không bằng ta, thiên tư không bằng ta. Đều đã đạt đến thánh vực tứ trọng, ngũ trọng, chứng kiến cảnh này, mới biết mình sai rồi. Ngay lúc đó ta chỉ là một thánh vực bình thường. Dĩ nhiên bỏ lỡ niên kỳ tấn thăng tốt nhất, cả đời không cách nào tấn cấp cảnh giới cao hơn, cuối cùng dừng lại ở nhất trọng đỉnh phong. Trong lòng hối hận có thể nghĩ. Thẳng đến này, mới hiểu được vì cớ gì Khổng sư cố ý giấu giếm tin tức. Thiên tư chưa đủ, coi như có thể thành công. Cũng là phí thời gian. Thử nghĩ thoáng một phát, cường giả thánh vực tứ trọng đối với nhân loại tác dụng lớn, hay là một thánh vực nhất trọng đỉnh phong tác dụng lớn. Kết quả không cần suy nghĩ nhiều. Trong ánh mắt mục sư khôi lỗi mang theo hối hận. Cường giả thánh vực có tuổi thọ hạn chế, dài nhất cũng sống không quá 2.000 năm, hắn trẻ tuổi nhất, dùng 7-800 năm lãng phí ở tấn cấp nguyên thai, bỏ lỡ thời gian tu luyện hoàng kim, chờ thân thể cơ năng hạ thấp, còn nghĩ đột phá, tự nhiên không làm được. Mà lúc này, người năm đó cùng hắn cạnh tranh, thực lực thiên phú đều không bằng hắn, đều nhao nhao đạt tới thánh vực tứ ngũ trọng. Nguyên thai cao cấp hơn thì có ích lợi gì? Đồng cấp vô địch thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ còn có thể vượt qua nhiều cấp bậc chiến đấu? Rõ ràng là không thể nào. Vì vậy, tổng kết đến cuối cùng, thiên tư chưa đủ, chính là lãng phí thời gian. Nguyên nhân chính là đã biết những thứ này, ta chuyên môn làm ra ký lục sơn, tiến hành khảo hạch lực lượng chiến đấu. Chỉ có chưa tới bán thánh, hơn nữa có thể thắng được thánh vực nhất trọng sơ kỳ như ta, mới có tư cách biết tin tức này, có hy vọng. Thành công cô đọng nguyên thai cấp bậc cao hơn, bởi vì loại thiên phú này, so với ta còn muốn mạnh mẽ, có lẽ có thể thành công, hoàn thành sự tình ta vẫn chưa xong. Ánh mắt mục sư sáng ngời nhìn lại. Ngươi chỉ có tàm phong cảnh sơ kỳ, có thể chiến thắng ta, hơn nữa một đường đi tới nơi này, lý giải đối với chiến đấu, chiến lực cường đại. Đều là vài vạn năm chưa từng xuất hiện. Nếu như có thể tu luyện phong thánh giải, có lẽ có thể ngưng tụ ra nguyên thai cấp bậc cao hơn, có hy vọng trùng kích thiên nhận thánh giả. Ta, có hy vọng. Nghe được lời của đối phương, cùng chứng kiến ánh mắt lửa nóng của hắn, Trương Huyền sững sờ. Chương 1683, tu luyện phong thánh giải 1. Không nghĩ tới vị trước mắt này tin tưởng hắn như vậy. Tuy nguyên thai nhất đẳng rất tốt, nhưng giống như đối phương nói. Cần tu luyện mấy trăm năm,
đánh chết cũng sẽ không đi làm. Hắn trước lúc 30 tuổi, không đến cửu tinh danh sư, tiên thiên thai độc sẽ phát tác, sống không lâu đến như vậy, ngừng tụ nguyên thai cao cấp hơn thì có ích lợi gì. Vì vậy, tuy vị mục sư này nói nguyên thai nhất đẳng ba hoa trích chòe, nhưng trên thực tế hắn không có hứng thú quá lớn, có thể thành công tốt nhất, không thành công, cũng không có cái gì. Đúng vậy, lấy thiên phú của ngươi hoàn toàn có hy vọng, đương nhiên, chỉ có thiên phú còn chưa đủ, muốn thành công còn cần cơ duyên xảo hợp cùng ngộ tính. Mục sư Khôi Lỗi gật đầu. Trong lịch sử danh sư đại lục, thiên tài kinh tài tuyệt diễm, như cá giết sang sông, nhiều vô số kể, mà có thể tu luyện thành nguyên thai nhất đẳng, chưa từng nghe nói qua. Tuy thiên phú trọng yếu, nhưng vận khí, ngộ tính cũng không thể thiếu. Vận khí không cách nào khống chế, ngộ tính ngược lại là có thể kiểm tra đo lường. Như vậy đi, người trước học tập phong thánh giải, nếu có thể ở trong vòng 3 ngày, chân khí trong cơ thể hội tụ chung một chỗ, không yêu cầu nhiều, chỉ cần 7 cỗ chân khí tụ tập, không sụp đổ, thì có hy vọng trùng kích nguyên thai vượt qua nhị đẳng thượng phẩm rất lớn, làm không được điểm ấy, liền không nên suy nghĩ nhiều. 7 cỗ chân khí. Trương Huyền nhớ lại vừa rồi thấy được phong thánh giải. Tuy tàm phong cảnh có thể ngưng tụ nguyên thai, nhưng muốn ngưng tụ cấp bậc cao hơn, cũng không phải là một hóa phàm cửu trọng có thể hoàn thành. Khó có thể làm được không nói, coi như có thể thành công, cũng bởi vì lực lượng chưa đủ, khống chế không được, từ đó làm cho sụp đổ. Phong thánh giải đúng là biết rõ chuyện này, tàm phong cảnh nguyên thai kỳ, cứng rắn kéo dài, chỉ cần không có đạt tới thánh vực, đều có thể ngưng tụ, nói cách khác, coi như là bán thánh cùng tòng thánh, cũng có thể tiến hành ân cần săn sóc nguyên thai, để cho nó không ngừng gia tăng. Năm đó Khổng Sư cũng như thế, bán thánh, tòng thánh tích lũy hùng hậu, thời điểm đạt tới thánh vực, một lần hành động đột phá, nổi tiếng thiên hạ, ngay cả trời xanh cũng nhận thức. Ngưng tụ nguyên thai, là chân khí hội tụ chung một chỗ, ngưng kết thành cầu, sau đó từng tầng đánh bóng, từ giả đan đến chân đan, hư đan chân đan, cuối cùng mới là kim đan. Đối phương nói 7 cỗ chân khí, trên thực tế là trụ cột cấu thành giả đan. Chân khí là thể khí, dễ dàng tán loạn. Phong thánh giải là chân khí ngưng tụ thành sợi, lấy phương thức cấu tạo đặc thù dựng chung một chỗ. Thật giống như cái phòng ở, không có phương pháp và trình tự nhất định, rất nhiều gạch đá chồng chất tại chung một chỗ, khó có thể củng cố không nói, càng không có khả năng hình thành kiến trúc xa hoa. Phong thánh giải chính là 7 cỗ chân khí, lấy cấu tạo đặc thù ngưng tụ chung một chỗ, hình thành một đơn vị, chỉ cần 7 cỗ này củng cố, đằng sau từng cái chồng chất là được. Như gạch, đá, xi măng, nước. Thoạt nhìn lẫn nhau không thể ở chung, một khi dung hợp, có thể kiến tạo ra một kiến trúc huy hoàng. Nguyên lý không khó, mấu chốt là, làm sao cô đọng chân khí, lại để cho nó trở nên giống như dây nhỏ, không tán loạn, còn có thể lấy loại kết cấu này ngưng tụ, đây mới là trọng yếu nhất. Chẳng những cần hồn lực cường đại, còn cần đối với chân khí có khống chế tuyệt đối mới có thể làm được. Đúng vậy, người bây giờ đọc sách đi, chỉ cần trong 3 ngày hoàn thành, ta sẽ nói cho người biết. Quá trình tu luyện của ta, cho người ít đi đường quanh co, không đến mức giống ta như người mù sờ voi, cuối cùng hao phí mấy trăm năm cũng không thành công. Mục sư Khôi Lỗi nói. Đọc sách, không cần, người nói củng cố 7 cỗ chân khí là thế này phải không? Trương Huyền lắc đầu, ngón tay điểm một chút, một đạo chân khí thẳng tắp hiển hiện ở trước mắt, đang muốn tiếp tục nữa. Mục sư Khôi Lỗi ở một bên con mắt trợn tròn, tựa hồ sợ tới mức sắp ngất đi, thanh âm phát run. Người có thế để cho, chân khí ly thể, hơn nữa còn bảo trì trạng thái khống chế. Cái này có gì kỳ quái, ta vừa tu luyện không lâu liền có thể làm được, lại không phải đại sự gì. Thấy hắn ngạc nhiên, giống như chưa thấy qua việc đời, Trương Huyền lắc đầu. Còn nói tổ sư khai phái, điểm ấy thường thức cũng không có. Chân khí ly thể, lại không phải việc khó gì, hắn mới tu luyện không lâu, chân khí liền rót vào trong cơ thể người khác, khơi thông bế tắc rất nhỏ trong kinh mạch. Khống chế thành dây nhỏ mà thôi, thời điểm võ giả cũng có thể làm, hiện tại đạt đến hóa phàm cửu trọng, làm không được, còn không bằng tự sát đi. Cái này, chứng kiến ánh mắt khinh bỉ của đối phương, mục sư Khôi Lỗi thiếu chút nữa thổ huyết. Chân khí xuất thể rất dễ dàng, nhưng sau khi xuất thể, còn có thể ngưng tụ thành sợi, như dây nhỏ liền khó khăn, muốn làm được điểm ấy, ít nhất phải có hai điều kiện tất yếu. Thứ nhất, chân khí đầy đủ tinh thuần. Ít nhất đạt tới trên tam phẩm. Thứ hai, hồn lực mạnh mẽ, thậm chí có thể đạt tới xuất thể, nếu không, không có khả năng khống chế chân khí rời đi thân thể, còn như cánh tay của mình kéo dài, tự do ghé qua. Có thể nói,
vị trước mắt này làm nhẹ nhõm như thế, đối với trình độ khống chế chân khí, quả thực nghe rợn cả người, coi như là lúc trước hắn đạt tới thánh vực, cũng làm không được. Trong lòng chấn kinh nói không ra lời, liền chứng kiến thanh niên cách đó không xa, ngón tay liên tục điểm ra. Vù 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 vù. Đạo thứ hai, đạo thứ ba. Rất nhanh bảy đạo chân khí từ ngón tay tuôn ra, lơ lửng ở trên không trung, như linh xà liên tục du tẩu, một mảnh dài hẹp xen kẽ. Hắn, không chỉ có thể khống chế một sợi chân khí, còn có thể khống chế bảy sợi. Nuốt nước bọt một cái, thanh âm của mục sư khôi lỗi khàn khàn. Chân khí ngưng tụ thành sợi, ly thể khống chế, chính là rất nhiều cường giả thánh vực cũng làm không được, gia hỏa này chẳng những thành công, còn có thể thoáng một phát làm ra bảy sợi. Đây cũng quá cường đại đi. Ngươi thật chỉ có tàm phong cảnh sơ kỳ. Chẳng lẽ là cường giả thánh vực đỉnh phong, hoặc là vị đệ tử nào đó của Khổng sư, chuyên môn tới đây dạo chơi nhân gian. Chương 1684, tu luyện phong thánh giải 2. Rất nhanh, bảy đạo chân khí, dĩ nhiên hoàn mỹ dung hợp, tạo thành một viên cầu chân khí, ở trên không trung nhẹ nhàng xoay tròn, tụ họp mà không tản ra. Ý của ngươi là, ở trong đan điền, dùng chân khí xen kẽ thành quả cầu nhỏ như vậy, sau đó từng đạo tổ hợp chung một chỗ, có thể ngưng tụ thành giả đan đúng không? Làm xong những thứ này, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn lại. Phải. Thở ra một hơi, ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, mục sư khôi lỗi nhẹ gật đầu. Phong thánh giải, là chân khí ngưng tụ thành sợi, sau đó chậm rãi hội tụ, hình thành từng quả cầu nhỏ như vậy, cuối cùng dung hợp chung một chỗ, như nước đọng thành sông, tích cát thành tháp, lợi dụng công phu mài nước, ngưng tụ kim đan. Như vậy ngưng tụ ra, trụ cột vững chắc, lực lượng củng cố, so với tu luyện bình thường cường đại hơn rất nhiều, chỉ là cần hao phí công phu thật sự quá lớn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới hao phí mấy trăm năm mới có thể thành công. Rất đơn giản a, không cần ba ngày là có thể làm được. Còn cho là mình lý giải sai, suy nghĩ cả nửa ngày, lại đơn giản như thế, Trương Huyền nhìn không được lắc đầu. Dùng chân khí chơi đùa ra cái đồ chơi này, cũng phải dùng ba ngày mới có thể hoàn thành, còn gọi thiên tài gì. Còn không bằng tìm đậu hũ trực tiếp đâm chết đi. Ngươi, tu luyện qua phương pháp ngưng tụ chân khí, thiên phú bất đồng những người khác. Thấy đối phương hời hợt như thế, mục sư khôi lỗi lúng túng cười cười, nói. Vốn tính toán khó xử đối phương, muốn nhìn ngộ tính của hắn một chút, kết quả người ta cái gì cũng không cảm thấy, ngược lại cảm thấy đơn giản không thể tưởng tượng nổi, để cho hắn có chút không biết trả lời như thế nào. Từ khi lưu lại tàn hồn chấn thủ nơi đây, gần vạn năm, gặp qua vô số thiên tài, nhưng biến thái như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được. Thậm chí không thể gọi biến thái, quả thực không phải là người. Có lẽ vậy, Trương Huyền cũng không nhiều nói. Phương pháp chuyên môn ngưng tụ chân khí, hắn không có tu luyện qua, bất quá, thiên đạo chân khí vô cùng tinh thuần, hơn xa cái gọi là chân khí tam phẩm, sự tình đối với những người khác rất khó làm được, đối với hắn mà nói, ngược lại đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Còn làm như vậy, cần hồn lực mạnh mẽ, thân là vu hồn sư, hồn phách ly thể dễ dàng. Nếu như có thể làm được điểm ấy, liền không cần tiêu phí công phu, tiếp tục nghiên cứu, hiện tại có thể thử tu luyện phong thánh giải. Nhìn xem lấy thực lực trước mắt có thể làm được mấy giải, mà không sụp đổ. Mục sư khôi lỗi tiếp tục nói. Đối phương có thể làm đến chân khí ly thể, tiếp tục nghiên cứu cũng không phải ý nghĩa, không bằng thử tu luyện, nhìn xem đến cùng có thể đi đến một bước nào. Cái gọi là, giải, là trình tự cùng phương pháp tu luyện quan trọng nhất trong phong sư giải, ngưng tụ bảy đạo chân khí chung một chỗ, là một hạt, bảy hạt là một đoàn, bảy đoàn là một giải. Nói cách khác, phải ngưng tụ 343 đạo chân khí, dưới tình huống không sai sót, mới có thể hình thành một giải. Lúc trước hắn ở tàm phong cảnh, trọn vẹn cấu tạo lục giải, mới khống chế không nổi, bị buộc rơi vào đường cùng, đột phá bán thánh. Thiên phú không cao, linh hồn không mạnh, ở cấp bậc này, đừng nói lục giải, khả năng ngay cả một đoàn cũng làm không được. Mặc dù lực khống chế chân khí của đối phương rất mạnh, nhưng tu luyện qua phong sư giải, biết rõ độ khó trong đó. Kèm theo chân khí ngưng tụ càng ngày càng nhiều, nguy hiểm cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng khó khống chế. Thật giống như xếp gỗ, bày một hai cái rất đơn giản, bày càng nhiều, lại càng nguy hiểm, hơi có chút sai lầm, sẽ gây nên sụp đổ. Ngưng tụ một hạt, chỉ cần chịu tiêu phí thời gian, chỉ cần chịu rèn luyện chân khí, rất nhiều người đều có thể làm được, nhưng mà ngưng tụ một đoàn, liền tương đối phiền toái, còn ngưng tụ một giải, không có thiên phú rất mạnh,
lực khống chế tinh tế, cùng với kiên nhẫn vĩnh cửu, thì căn bản không thể nào làm được. Tuy thiên phú của đối phương rất mạnh, nhưng dù sao trẻ tuổi, tăng thêm tu vi chỉ có tàm phong cảnh sơ kỳ, có thể ngưng tụ một giải, ở hắn xem ra đã là rất tốt. Ngưng tụ mấy giải? Trương Huyền chần chừ một chút. Ta thử một chút đi. Có thể ngưng tụ mấy giải, không có thí nghiệm qua, thực không dám xác định, bất quá bây giờ ngược lại là có thể thử một chút. Tiếng nói chấm dứt, 10 ngón tay xòe ra, đồng thời cầm về phía trước. Xì 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 xì. Một hồi chân khí kích động, trong nháy mắt, mấy trăm đạo chân khí theo đầu ngón tay của hắn phun ra, giống như rắn nhỏ, lại giống như vô số con rắn, liên tục cuồn cuộn. Đồng thời ngưng tụ ra nhiều chân khí như vậy. Mục sư Khôi Lỗi đang suy đoán, vị trước mắt này mới tu luyện bao lâu, liền làm được một màn này, thiếu chút nữa không có ngay tại chỗ dọa ngất đi. Đồng thời khống chế mấy trăm đạo chân khí, biến thành tơ mỏng, bốn phía tản ra, không tốn sức chút nào, linh hồn nên mạnh bao nhiêu. Đừng nói hiện tại, coi như thời khắc hắn ở đỉnh cao, cũng làm không được điểm ấy. Khiếp sợ còn chưa kết thúc, chỉ thấy thanh niên cách đó không xa, ngón tay búng ra, mấy trăm đạo chân khí ở trước mắt lập tức dây dưa chung một chỗ, tạo thành một đoàn chân khí cỡ hạt gạo. Chỉ thấy đối phương nhìn lại, trong mắt mang theo nghi hoặc. Đây là một giải. Chương 1685, công pháp dung hợp 1. Cái này. Mục sư Khôi Lỗi vội vàng đi lên trước. Cúi đầu nhìn sang. Đoàn chân khí này của đối phương, tuy không lớn, lại mang theo vầng sáng nhàn nhạt, giống như cầu vồng, phản xạ hào quang, làm cho người ta nhìn một cái liền không tự chủ được trầm mê trong đó. Hơn 300 đạo chân khí, dựa theo kết cấu đặc thù dây dưa chung một chỗ, từng tầng một chồng lên, không có chút sai lầm nào, không chê vào đâu được, coi như là hắn, cũng tìm không ra bất cứ vấn đề gì. Coi như là năm đó hắn, muốn làm đến một bước này, cũng hao tốn gần trăm năm nghiên cứu, liên tục cân nhắc, liên tục thí nghiệm, điều tiết mỗi một đạo chân khí rất nhỏ, mới có thể thành công. Đối phương từ bắt được sách đến bây giờ, ngay cả 10 phút cũng chưa tới, thậm chí không có thấy mở ra trang sách, liền làm được điểm ấy, so với hắn chế tác còn muốn hoàn mỹ, còn muốn xinh đẹp. Đến cùng làm sao làm được? Chứng kiến đối phương, như thế nào cảm giác hắn trăm năm nghiên cứu? Đều cho chó ăn rồi hả? Đang khiếp sợ. 10 ngón tay của thanh niên đối diện tiếp tục bắn ra, vô số chân khí, ở trước mắt tạo thành một bình chướng thật lớn, chỉ nghe thanh âm xì xì không dứt bên tai, ngẫu nhiên liền chứng kiến mười mấy đoàn chân khí như hạt gạo, lơ lửng ở cách đó không xa. Ầm ầm, một tiếng âm bạo kịch liệt, sau đó hai tay thanh niên ở trên không trung mãnh liệt hợp lại, mười mấy đoàn chân khí cùng lúc hội tụ chung một chỗ, biến thành cỡ long nhãn. Như vậy cũng được, nuốt ngụm nước miếng. Mục sư Khôi Lỗi cảm thấy cả người sắp muốn kiên trì không nổi. Chân khí đoàn, chân khí giải, như thuốc nổ chồng chất chung một chỗ, giống như xếp gỗ, hơi chút va chạm, sẽ rất dễ dàng tán loạn. Lúc trước hắn vì để cho hai giải ở chung một chỗ, cẩn thận từng ly từng tí, hao tốn chừng 5 năm, khống chế khoảng cách, lực lượng, sợ xảy ra vấn đề. Vị trước mắt này ngược lại tốt, trực tiếp dùng hai tay vỗ, hơn 10 giải liền ngưng tụ, không có vấn đề chút nào, càng không có bạo tạc nổ tung. Đây là đối với lực lượng, lý giải đến cảnh giới gì mới có thể làm được. Tận mắt nhìn thấy, cũng cảm giác mình có phải tu phong thánh giải giả, đối phương tu luyện mới là thật hay không? Có phải tu luyện như vậy hay không? Làm xong những thứ này, Trương Huyền tràn đầy nghi hoặc hỏi. Giống như cũng không phải rất khó, có lẽ không dùng được mấy trăm năm thời gian a. Vốn cho rằng thực giống như đối phương nói, phải tiêu phí mấy trăm năm mới ngưng tụ được những thứ này. Hiện tại xem ra kỳ thật rất đơn giản, cũng không chậm trễ thời gian chút nào. Ngưng tụ chân khí đơn giản như vậy, vị tổ sư khai phái danh sư học viện này, lại có thể dùng mấy trăm năm, thật hay giả. Thiên phú không khỏi cũng quá kém đi. Khục khục, cái này, không trọng yếu. Khóe miệng co giật, mục sư Khôi Lỗi vội vàng lắc đầu. Ở trước mặt người khác, hắn còn có thể khoe khoang thiên phú cùng năng lực của mình, nhưng ở trước mắt thanh niên này, bị nhẹ nhõm hành hạ, ngay cả cặn bã cũng không bằng. Bị đả kích, dũng khí nói chuyện cũng không có. Hắn cẩn thận quan sát đối phương ngưng tụ hơn 10 giải, vô luận lực lượng, khoảng cách, khống chế chân khí, đều vượt xa hắn, coi như là thời điểm mạnh nhất, một lần nữa làm những thứ này, cũng sẽ không tốt hơn. Có thể nói đối phương lĩnh ngộ phong thánh giải, đã vượt qua hắn. Đang cảm thấy không cách nào truyền thụ đối phương, chỉ thấy thanh niên cách đó không xa nhíu mày, lộ ra vẻ nghi hoặc. Không đúng nha,
Tuy phong thánh giải này thoạt nhìn rất củng cố, trên thực tế vẫn có rất nhiều thiếu sót, khoảng cách cấu tạo hoàn mỹ, còn có một đoạn rất lớn. Dựa theo loại phương thức mà đối phương nói bố trí, hoàn toàn chính xác có thể làm cho chân khí trở nên càng thêm củng cố, kết thành giả đan, hư đan kiên cố vững chắc hơn. Nhưng thông qua thư viện, như trước có thể thấy được, rất nhiều lỗ thủng cùng thiếu sót, gặp được cường giả chân chính, không chịu nổi một kích. Nói cách khác phong thánh giải này, cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết, cách thiên đạo công pháp còn có một khoảng cách rất lớn. Nếu có thể bổ sung một ít công pháp đối ứng thì tốt rồi. Hắn cúi đầu trầm tư. Hắn quen tu luyện thiên đạo công pháp nhiều thiếu sót như vậy, thật sự luyện không nổi a. Thật giống như đã quen ăn ngon mặc đẹp, cơm rau dưa khó có thể vào cổ họng. Xem ra phải đi công pháp các của học viện, tìm một ít công pháp bí tịch tàm phong cảnh, bán thánh, tòng thánh. Xoa xoa mi tâm. Bây giờ hắn là viện trưởng quyền hạn lớn nhất của danh sư học viện từ trước tới nay, muốn nhìn cái gì đều được, lại không ai có thể ngăn cản. Thật sự không được, ra ký lục sơn này, liền đi công pháp các một chuyến, chỉ cần thư tịch đầy đủ, không tin không thể bổ sung hoàn chỉnh phong thánh giải. Ta biết rõ môn công pháp này có thiếu sót, nhưng đã là phương án tối ưu nhất mà vô số tiền bối xếp đặt thiết kế. Nghe hắn nói có thiếu sót, mục sư khôi lỗi lắc đầu. Coi như là cửu tinh danh sư, cũng không dám nói sáng tạo công pháp không có vấn đề. Phong thánh giải này, tập hợp không biết bao nhiêu tâm huyết cùng trí tuệ của tiền bối, tuy có thể làm cho nguyên thai ngưng tụ ra uy lực càng lớn, thế nhưng giống như đối phương nói, tồn tại rất nhiều khuyết điểm. Bất quá có thể nhìn ra khuyết điểm, đồng cấp bậc là không thể, cho dù có, cũng đạt tới danh sư bát tinh trở lên, loại người này, tìm không thấy khuyết điểm, cũng không phải là đối thủ. Đúng vậy à. Đối phương nhìn rõ điểm ấy, Trương Huyền có thế nào không hiểu, lắc đầu, đang muốn chấm dứt đề tài này, chợt nghe mục sư khôi lỗi thở dài một tiếng, kìm lòng không được cảm khái. Cũng không phải ai cũng có tài hoa như Khổng sư, nếu như có thể tìm được pháp quyết năm đó hắn lưu lại, cũng không trở thành như thế. Khổng sư lưu lại pháp quyết. Trương Huyền sững sờ. Thời điểm ở phong thánh đài, gặp tàn hồn của Khổng sư, tặng mình một quyển bút ký, còn nói qua bên trong có một bộ công pháp. Chỉ cần nghiên cứu, có lẽ có thể đạt được lĩnh ngộ. Chương 1686, Công pháp dung hợp 2. Lúc ấy không có coi là chuyện quan trọng, giờ phút này nghe được lão giả nói, đột nhiên nhớ tới. Có khi nào công pháp Khổng sư nói chính là phong thánh giải hay không? Phong thánh đài là địa phương Khổng sư phong thánh, lưu lại công pháp, khẳng định có quan hệ tới chuyện này, nếu như có thể tìm được thứ này, cùng phong sư giải dung hợp, tất nhiên có thể hình thành thiên đạo công pháp. Coi như không hình thành được, vật Khổng sư lưu lại, cũng khẳng định thiếu sót cực ít, hoàn toàn có thể trực tiếp tu luyện. Nghĩ đến điểm này, cổ tay lật một phen, một quyển sách xuất hiện ở lòng bàn tay, tiện tay mở ra, khóe miệng co lại. Chỉ nghĩ đến Khổng sư lưu lại, kết quả đã quên ngoan nhân. Con hàng này liên tục nuốt qua hai lần, văn tự lưu lại trong đó chỉ còn 1/3, coi như có công pháp gì, đoán chừng đã biến thành phế phẩm. Cái này gọi là chuyện gì? Nếu sớm biết như vậy, đánh chết cũng sẽ không cho đối phương ăn a. Trong tay ngươi chẳng lẽ là Khổng sư thân bút? Đang tràn đầy xoắn xuýt, chợt nghe mục sư khôi lỗi ở cách đó không xa hơi run rẩy hỏi. Vâng, cũng không có gì phải phủ nhận, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Có thể, để cho ta nhìn xem một chút hay không? Mục sư khôi lỗi vội nói. Đương nhiên có thể. Trương Huyền tiện tay ném tới. Cẩn thận. Chứng kiến hắn tùy ý với Khổng sư thân bút như thế, mục sư khôi lỗi thiếu chút nữa dọa ngất đi, tay chân luống cuống tiếp được, sắc mặt trở nên trắng bệch. Chỉ cần là danh sư, đối với Khổng sư, đều có tín nhiệm cùng sùng bái, có thể được đến thân bút của hắn, hận không thể mỗi ngày đặt ở trước mắt, ngày đêm cúng bái. Gia hỏa này thì ngược lại, tiện tay ném, giống như đồ bỏ đi, không thèm quan tâm. Thật không biết là động kinh, hay căn bản không có coi là chuyện quan trọng. Tiếp nhận thư từ, nhẹ nhàng mở ra, mục sư khôi lỗi nheo mắt. Sao chữ thiếu đi nhiều như vậy? À, thời điểm ta được chính là như vậy, khả năng. Để quá lâu ha. Biết rõ chuyện này giải thích phiền toái hơn, Trương Huyền thuận miệng nói. Để quá lâu. Nghe trả lời không hề có thành ý, mục sư khôi lỗi tràn đầy im lặng, bất quá, cũng biết đối phương không muốn nhiều lời, liền không hề truy vấn. Rất nhanh lật thư từ ra một lần. Nhìn không được nhìn qua. Đây là, tâm đắc ở phong thánh đài. Phong thánh đài, lúc còn trẻ hắn đi không chỉ một lần,
quyển tâm đắc này, có thể nói đọc lầu lầu, tuy trong đó có một chút văn tự sửa lại, nhưng cùng trong trí nhớ của hắn cơ bản nhất trí. Trương Huyền gật đầu. Khổng sư thân bút lưu lại tâm đắc, nếu như năm đó có thể tìm được cái này, lý giải đối với phong thánh giải, khẳng định càng thêm khắc sâu. Nhìn kỹ văn tự còn thừa lại mấy lần, càng xem càng cảm thấy bác đại tinh thâm. Tuy hắn có thể thuộc nội dung, nhưng phối hợp thêm văn tự của khổng sư, sẽ có một phen hàm xúc thú vị khác, so với trước kia ở phong thánh đài nhìn, là hoàn toàn bất đồng. Dựa theo cái này lý giải, có lẽ thật có thể tìm hiểu ra một bộ công pháp không bình thường, hơn xa phong thánh giải. Dung hợp. Hắn sợ hãi thán phục, cách đó không xa tinh thần của Trương Huyền lại đắm chìm trong thư viện, đặt thư tịch tâm đắc cùng phong thánh giải ở chung một chỗ, thấp giọng hô. Vù vù. Hai quyển thư tịch chậm chạp dung hợp, một lát sau, một quyển sách mới xuất hiện ở trước mắt. Nhẹ nhàng mở ra, nhìn thoáng qua, không khỏi lắc đầu. Khổng sư lưu lại quyển tâm đắc này, chỉ là giới thiệu lĩnh ngộ lúc bản thân đột phá, cũng không phải pháp quyết tu luyện, cùng phong thánh giải dung hợp, căn bản không có khả năng hình thành thiên đạo công pháp chính xác, ngược lại lộn xộn, làm cho người ta xem không hiểu. Xem ra, muốn ngưng luyện ra phong thánh giải chính xác, không dễ dàng như vậy. Không cách nào dung hợp, ta có thể nghiên cứu a. Chỉ cần kết hợp khổng sư lưu lại tâm đắc, nghiên cứu cảm thụ lúc hắn đột phá, sau đó căn cứ nội dung chính xác trong phong thánh giải, lại tới kết hợp. Hoàn toàn có thể sáng chế một bộ công pháp. Đang định buông tha, trong lòng đột nhiên động một cái, một ý nghĩ toát ra. Tuy quyển tâm đắc này không có để lại pháp quyết tu luyện, nhưng lại có quá trình tu luyện, cùng với cảm thụ, toàn bộ miêu tả xuống, chỉ cần dùng cái này suy tính lộ tuyến vận hành chân khí, kết hợp với phong thánh giải, có lẽ có thể triệt để phục hồi công pháp mà khổng sư muốn lưu lại. Một loại cảm thụ, có thể diễn sinh ra hơn 10 loại, mấy trăm loại, thậm chí mấy nghìn loại pháp môn vận chuyển chân khí, đổi lại những người khác, coi như đạt được hai thứ này, cũng không thể nào làm được, nhưng hắn không giống. Có thiên đạo thư viện có thể rõ ràng phân biệt ra được chính xác cùng sai lầm, chỉ cần tìm ra cách chính xác, toàn bộ chồng chất chung một chỗ, có thể tìm được đường chính xác nhất. Thử xem. Nghĩ đến liền làm, không có chút do dự gì, Trương Huyền trực tiếp khoanh chân ngồi ở tại chỗ, tinh thần tập trung ở trong đầu, cẩn thận cân nhắc nghiên cứu. Chương 1687, đi xem sách 1. Vốn tưởng rằng rất đơn giản, rất nhanh có thể nghiên cứu ra, không nghĩ tới vừa suy nghĩ, chính là trọn vẹn một ngày. Vù vù. Đứng dậy, Trương Huyền xoa xoa mi tâm. Một ngày một đêm không ngủ không nghỉ nghiên cứu, coi như là hắn hiện tại thể lực kinh người, cũng nhìn không được có chút váng đầu hóa mắt. Bất quá công phu không phụ lòng người, trải qua thời gian dài như vậy khổ tu, rốt cuộc suy tính ra một quyển phong thánh giải mới. Đáng tiếc, nếu không phải thư tịch bị ngoan nhân cắn nuốt 2/3, có lẽ có thể dung hợp ra công pháp không có thiếu sót. Trải qua nghiên cứu, hắn phát hiện văn tự cùng ý cảnh trong thư tịch của khổng sư, mới là cách dung hợp công pháp tốt nhất, mà thư viện chỉ ghi chép nội dung, văn tự bị cắn nuốt 2/3, không trọn vẹn đến tệ hại. Ý cảnh biến mất 2/3, dẫn đến suy tính ra phong thánh giải cũng không hoàn chỉnh. Tổng cộng có 3 chỗ thiếu sót, giống như ngũ diệu kim thân lúc trước, theo thứ tự là bán thánh, tòng thánh cùng thánh vực, muốn đột phá, đều cần bảo vật phối hợp. Thở ra một hơi, Trương Huyền lắc đầu. Phong thánh giải mới, giống như ngũ diệu kim thân lúc trước, mỗi đột phá một cửa khẩu, đều cần bảo vật phối hợp. Tuy cũng có thiếu sót, nhưng so với mục sư khôi lỗi cho, kém vài trăm vạn giảm, không có ở cùng một cấp bậc. Thế nào, còn có cảm ngộ? Mục sư khôi lỗi đi tới. Ngày hôm qua hắn vừa bắt được khổng sư lưu lại bút ký, đối phương liền khoanh chân ngồi xuống, chắc hẳn cũng phát hiện, thư tịch có thể tiến hành ưu hóa phong thánh giải, để cho nó trở nên càng thêm hoàn mỹ. Hơi có đoạt được. Trương Huyền cười cười. Không tệ, nghiên cứu một ngày, ta cũng có chút cảm ngộ, chúng ta có thể thảo luận một chút, có lẽ có thể cải tiến phong thánh giải, lại để cho nó trở nên càng thêm hoàn mỹ. Vuốt râu, hai mắt mục sư khôi lỗi tỏa ánh sáng. A, không biết mục sư có tâm đắc gì, có thể nói nghe một chút. Nghe được đối phương tự tin, Trương Huyền nhìn không được nhìn lại. Ta cho rằng, bảy đạo chân khí ngưng tụ trong phong sư giải, là có sai lầm. Bất quá cụ thể là bao nhiêu đạo càng thêm hoàn mỹ, thì chưa nghiên cứu ra. Rất nhanh, mục sư khôi lỗi giải thích lĩnh ngộ của mình một lần. Nghe xong lời của hắn, Trương Huyền lắc đầu. Còn tưởng rằng đối phương hơn một ngày nỗ lực, có thể mang đến cho mình linh cảm, bổ túc 3 cái thiếu sót,
hiện tại xem ra, suy nghĩ nhiều. Đối phương Lý Giải rõ ràng vẫn còn ở tầng ngoài nông cạn nhất, cùng Phong Thánh Giải hắn nghiên cứu ra, chênh lệch xa vạn dặm. Lĩnh ngộ của ngươi là cái gì, không ngại nói ra, chúng ta trao đổi thoáng một phát. Tuy thực lực của ngươi mạnh hơn ta, thiên phú cũng cao hơn ta, nhưng muốn nói ngộ tính, ta tự tin không thua người. Cười cười, mục sư Khôi Lỗi tràn đầy tự tin. Thiên phú của hắn không phải kinh tài tuyệt diễm, khả năng ngay cả Mạc Lưu Chân viện trưởng lúc trước cũng không bằng, nhưng ngộ tính tuyệt đối là rất đáng sợ. Nếu không cũng không có khả năng tổng kết kinh nghiệm của tiền nhân, bổ sung Phong Thánh Giải, tu luyện nguyên thai tới nhị đẳng thượng phẩm. Đây chính là vô số danh sư đều không làm được. Nguyên nhân chính là như thế, ở trên ngộ tính, hắn có tự tin rất lớn, đồng dạng một ngày, hắn lĩnh ngộ nhiều như vậy, coi như đối phương cũng có lĩnh ngộ, đoán chừng cũng sẽ không chênh lệch quá lớn. Cái này, không biết giải thích như thế nào, trần chờ xuống, Trương Huyền lấy ra bút lông cùng một quyển thư tịch trống, rất nhanh tổng kết tốt Phong Thánh Giải, đổi thành bản rút gọn người người có thể tu luyện, đưa tới. Đây là nội dung ngày hôm nay ta lĩnh ngộ, người có thể nhìn một chút. Người lĩnh ngộ hay sao? Cúi đầu nhìn lại, chỉ nhìn thoáng qua, thân thể mục sư Khôi Lỗi liền nhoáng một cái, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Một ngày thời gian, hắn cảm thấy đã lĩnh ngộ không ít, nhưng so sánh với đối phương, chín châu mất sợi lông cũng không tính. Người ta đã sắp viết ra công pháp chính xác nhất rồi, hắn mới làm cái mở đầu. Cái này rất giống một bài văn vài ngàn vạn chữ, đồng dạng một ngày, hắn mới viết hai chữ, xác lập xuống tên nhân vật chính. Đối phương đã ra bản hoàn tất rồi. Chênh lệch lớn khiến người ta tan vỡ. Căn bản không ở cùng một cấp bậc. Buồn cười mới vừa rồi hắn còn lời thề son sắt cùng đối phương tỉ thí ngộ tính. So cái rắm a, so như thế nào cũng thua a. Trương sư đại tài, tại hạ bội phục. Đã minh bạch chênh lệch, cái thân phận tổ sư khai phái này cũng thả thấp xuống. Không có việc gì, ngộ tính thiếu chút cũng không sao, chỉ cần chịu học tập, về sau chung quy sẽ tiến bộ. Thấy hắn bị đả kích không biết làm sao, Trương Huyền an ủi một câu. Vâng. Khóe miệng của mục sư Khôi Lỗi co lại. Trước kia những lời này đều là hắn giáo huấn người khác, giáo dục hậu bối, không nghĩ tới giờ phút này rơi xuống trên đầu mình. Bất quá, so ngộ tính, thật sự là hắn kém đối phương không biết bao xa, đạt giả vi sư, đối phương nói như vậy, cũng không tính đi quá giới hạn. Trương sư, bản Phong Thánh Giải này, là ngươi lĩnh ngộ ra, ta coi như muốn tu luyện. Cũng tu luyện không được. Lắc đầu, mục sư Khôi Lỗi đưa thư tịch qua. Hắn chỉ là Khôi Lỗi, dĩ nhiên không thể tu luyện chân khí pháp quyết, coi như hiện tại đã biết bộ công pháp này, cũng là uổng công. Không cần. Trương Huyền khoát tay áo. Bộ công pháp này, người giữ đi, về sau có người đến tầng thứ 9, truyền thụ cho hắn là được. Tuy bộ công pháp này quý giá, nhưng cũng là hắn phỏng theo Phong Thánh Giải mà đối phương đưa cho, phối hợp Khổng sư lưu lại chút tâm đắc. Mới tổng kết ra được, không tính là tài sản tư nhân. Không bằng để lại chỗ này, tặng cho thiên tài đời sau, có lẽ, có thể làm cho nhân tộc trở nên càng cường đại hơn. Còn công khai truyền thụ, để cho tất cả mọi người tu luyện. Cũng không phải hắn không muốn, mà là lo lắng giống như Khổng sư năm đó. Chương 1688, đi xem sách 2. Bản Phong sư giải này, đối với siêu cấp thiên tài chính thức mà nói, là bí tịch vô thượng. Đối với tài trí bình thường mà nói, chỉ biết đả kích lòng tin, để cho bọn hắn vọng tưởng không thể nào làm được, do đó mất đi ý chí chiến đấu, tầm thường vô vi. Thật giống như một ức kim tệ, đối với phú hào mà nói, là mục tiêu nhỏ, nhưng đối với người bình thường mà nói, là đừng suy nghĩ, nếu không nhất định sẽ buồn bực chết. Vâng, nghe quyết định của hắn, mục sư Khôi Lỗi âm thầm gật đầu, khom người nói. Ta thay hậu bối học viện cảm ơn ngươi. Có thể không hề giữ lại công pháp bản thân lĩnh ngộ, phụ tư cống hiến ra, đây mới thực sự là danh sư. Khó trách tuổi còn trẻ có thể trở thành một đời viện trưởng, hoàn toàn chính xác có chỗ bất phàm. Tuy cố ý niệm này không có câu thông với đạo ý niệm kia, nhưng ở chung hơn một ngày, cũng biết thanh niên trước mắt này, là tân nhiệm viện trưởng của danh sư học viện. Mục sư không cần khách khí, giáo hóa vạn phương, truyền thừa đời sau, ứng với ta nên làm. Trương Huyền gật đầu. Trương sư đại nghĩa, ta cũng không hẹp hòi, thân là tân nhiệm viện trưởng, có lẽ đã biết rõ viện trưởng Lăng A. Mục sư Khôi Lỗi nhìn qua. Đương nhiên. Trương Huyền gật đầu. Vừa rồi ta xem, người lĩnh ngộ bản Phong Thánh Giải này, đột phá bán thánh cần xích huỳnh quả, ta không có,
nhưng đột phá tổng thánh cần lôi minh thạch, khi còn sống ngược lại là chuẩn bị một khối, để lại ở trong viện trưởng lăng. Mục sư khôi lỗi cười nói. Lôi minh thạch, ngươi có thứ này, thật tốt quá. Nhãn tình sáng lên, Trương Huyền thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên. Phong thánh giải mới, có ba chỗ thiếu sót, đột phá bán thánh cần xích huỳnh quả, thứ này sớm đã tìm được, không coi vào đâu. Đột phá tổng thánh, lại cần lôi minh thạch. Một loại khoáng thạch cực kỳ hy hữu, cả ngày được lôi điện thoải mái, vạn năm mới có thể hình thành. Lúc trước rất nhiều vương giả ở Vân Vũ Lĩnh, cho bảo vật tuy nhiều, như trước không có thứ này, đủ thấy quý giá. Vốn nghĩ rằng muốn tìm được, không biết năm nào tháng nào, nằm mơ cũng không ngờ tới, hắn. Lại có. Hơn nữa còn đặt ở viện trưởng lăng. Thật đúng là hảo tâm có hảo báo, nếu không phải chắp tay tặng công pháp lĩnh ngộ, muốn tìm được loại khoáng thạch này, đoán chừng rất khó khăn. Ân, ta cũng là lúc trước thời điểm du lịch thiên hạ, ngẫu nhiên đoạt được. Một mực không có sử dụng. Mục sư khôi lỗi gật đầu, cổ tay lật một phen, một lệnh bài đặc thù xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Ngươi đến viện trưởng lăng, tìm địa phương mai táng nhục thân của ta, tế lệnh bài này ra, trong đó chôn giấu bảo vật, sẽ tự động xuất hiện. Đây là tích góp cả đời của ta, cũng là đồ vật lưu cho thiên tài đời sau. Đa tạ mục sư. Tiếp nhận lệnh bài, Trương Huyền ôm quyền khom người, trong lòng tràn đầy tôn kính. Sau khi chết nghĩ đến đời sau, nguyện ý lưu lại truyền thừa cùng bảo vật, này mới là phong phạm của tiền bối cao nhân. Ngươi đã thông qua ký lục sơn tầng thứ 9, cũng đã nhận được truyền thừa, trở về đi. Nên dặn dò cũng dặn dò xong, biết thanh niên trước mắt này khẳng định về sau đi xa hơn hắn, mục sư khôi lỗi hài lòng khoát tay áo. Cáo từ. Gật gật đầu, Trương Huyền không nói thêm lời, ôm quyền đi ra. Mới vừa đi tới tầng thứ 8, liền thấy được đám người mi trưởng lão vẻ mặt lo lắng, an ủi một câu, cùng mọi người đi xuống. Đi ra ký lục sơn, chứng kiến kiến trúc cao vút trong mây, Trương Huyền thở ra một hơi. Tuy chỉ cách một ngày, lại như đã có mấy đời. May mắn sau khi trở thành viện trưởng, tới nơi này trước, nếu không một khi đột phá bán thánh, không có tư cách tới đây, liền không cách nào đạt được phong thánh giải, lại không có cơ hội ngưng tụ nguyên thai cấp bậc cao hơn rồi. Viện trưởng, bây giờ đi đâu? Tàng thư các. Trương Huyền khoát tay áo. Tàng thư các. Mọi người sững sờ. Ân, hiện tại ta tính toán đọc sách, học tập thoáng một phát. Trương Huyền khoát tay. Mặc dù có phong thánh giải, tương đương đã có công pháp tu luyện từ tàm phong cảnh đến thánh vực, nhưng vẫn nên mau mau đến xem, có thể mượn nhờ thư tịch, bổ sung hoàn chỉnh hay không. Một khi có thể thành công, coi như không có bảo vật, cũng có thể một đường đột phá, trùng kích cấp bậc cao hơn. Ta hiện tại liền mang viện trưởng đi. Mi trưởng lão đi đầu dẫn đường. Tàng thư các của danh sư học viện, ở trong trược lão viện, hai người rời đi một lát, liền đi vào trước mặt. Nơi này không giống kiến trúc khác, cao lớn nguy nga, ngược lại cực kỳ cổ xưa, khiến người ta nhìn qua, tâm cảnh liền thản nhiên, không còn vẻ nôn nóng. Bởi vì là đọc sách, đám người triệu trưởng lão liền không đi cùng. Viện trưởng, đây là tàng thư các, tổng cộng 5 tầng, phía dưới cùng nhất, mở ra cho đệ tử học viện công huân lớn, tầng thứ 2 mở ra với lão sư bình thường, tầng thứ 3, mở ra với trưởng lão học viện, tầng thứ 4, chỉ có các thời kỳ viện trưởng mới có thể tiến nhập. Còn tầng thứ 5, viện trưởng khác vào không được, nhưng ngươi khẳng định có thể vào. Mi trưởng lão cười cười. Vị trước mắt này chính là đã nhận được viện trưởng lệnh hoàn mỹ, quyền hạn thật lớn, chỉ cần là ở học viện, không có địa phương vào không được. Ân. Nhẹ gật đầu, Trương Huyền nhìn thoáng qua kiến trúc cao lớn trước mắt, không có quá nhiều chần chờ, đẩy cửa đi vào. Chịu đựng gần 2 tháng. Tàng thư các, ta rút cuộc tới. Chương 1689, tàm phong cảnh đỉnh phong 1. Đi vào gian phòng. Cái tàng thư các này, cùng lúc trước đi qua cũng không giống nhau, cái sau đều chứa đựng thư tịch tương ứng với nghề nghiệp, tỉ như thuần thú học viện tất cả đều là về thuần thú, y viện lại đều là phương diện y học. Mà cái này, lại chứa đựng các loại công pháp, võ kỹ, cùng với lịch sử Hồng Viễn Đế Quốc, nhân văn địa lý các loại thưởng thức. Thư tịch ở tầng thứ nhất, tuy đệ tử có thể quan sát, lại cũng không đơn giản. Trong đó bao hàm cảnh tất cả công pháp từ hợp linh cảnh đến tàm phong cảnh, từng dãy từng nhóm, có mấy trăm vạn bản. Danh sư học viện, thành lập tiếp cận vạn năm, xuất hiện qua vô số danh sư kinh tài tuyệt diễm, những người này, đối với tu luyện có điều tâm đắc, nhận thức, đều ghi chép lại, cung cấp hậu nhân tham khảo, thậm chí còn có sáng chế ra pháp quyết thuộc về mình, truyền lưu hậu thế.
Điều này cũng làm cho mỗi một cấp bậc đều có vô số loại phương pháp tu luyện bất đồng. Lấy hợp linh cảnh làm thí dụ, tùy tiện nhìn thoáng qua, tìm ra tiếp cận hơn 10.000 loại pháp quyết tu luyện không đồng dạng, mỗi một loại phương pháp đều tự thành hệ thống, có truyền thừa hoàn mỹ. Đối với học viên khác, chứng kiến nhiều chủng loại công pháp như vậy, tất nhiên phải lựa chọn, phân loại học tập. Nếu không tiếp xúc nhiều, phân biệt không ra chính xác sai lầm, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Trương Huyền hoàn toàn không cần quan tâm những thứ này, hắn đối với công pháp không có yêu cầu, ngược lại là càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Hao tốn tiếp cận một canh giờ, toàn bộ thư tịch hợp linh cảnh được thu nhập trong đầu. Chính xác. Trong lòng thấp giọng hô. Một quyển sách xuất hiện ở trước mắt, tiện tay mở ra, đúng là thiên đạo công pháp hợp linh cảnh, giống như lúc trước bản thân tạo thành quyển kia, tuy cách tu luyện hơi bất đồng, rồi lại trăm sông đổ về một biển, khác biệt không lớn. Tiếp tục đi đến chỗ công pháp bí tịch kiều thiên cảnh, đồng dạng hao tốn một canh giờ, toàn bộ thu thập. Sau khi hình thành thiên đạo công pháp, đối chiếu thoáng một phát, so với trước không kém nhiều, chỉ là ở trên chi tiết càng thêm tỉ mỉ xác thực, để cho tu luyện càng thêm đơn giản dễ dàng. Xem ra chỉ cần là thiên đạo công pháp, trên cơ bản đều tương tự. Nội dung không có biến hóa quá lớn. Trương Huyền gật đầu, một đường về phía trước, vừa đi vừa ghi chép. Nếu như đã đến, thời gian lại không khẩn trương, liền thu toàn bộ thư tịch, vừa vặn có thể gia tăng kiến thức cùng nội tình của hắn. 5 canh giờ sau, Trương Huyền liền thu toàn bộ công pháp bí tịch, võ kỹ ở trong thư viện vào thức hải. Tuy những thư tịch này không có để cho tu vi của hắn tăng trưởng, lại làm cho số lượng kiến thức của hắn có tăng lên rất lớn, đối với các loại hệ thống tu luyện, cũng hiểu được không ít. Nếu như lấy tri thức Huyền Bác tới bình luận mà nói, chỉ sợ danh sư của toàn bộ học viện cộng lại cũng xa không bằng hắn. Không chỉ như thế, các loại võ kỹ, kiếm pháp, đao pháp, thương pháp cũng tạo thành thiên đạo pháp quyết riêng phần mình, từng dãy bày đặt ở trên giá sách, chỉ cần tu luyện, tất nhiên có thể lĩnh ngộ binh khí chân ý, đạt tới tình trạng cao siêu hơn. Trương Huyền không có sốt ruột tu luyện, mà tiếp tục đi thẳng về phía trước. Tầng thứ hai là nơi lão sư mới có thể tiến vào, lưu lại võ kỹ cùng công pháp, nếu so với tầng thứ nhất thì cao thâm hơn nhiều, cũng có pháp quyết tu luyện bán thánh cấp. Thu thập toàn bộ thư tịch ở bên trong, tiếp tục đi đến. Tầng thứ ba, là trưởng lão mới có thể tiến đến quan sát, đã có phương pháp tu luyện tòng thánh cùng thánh vực, bất quá số lượng so với tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai thì ít hơn nhiều lắm. Sưu tập thư tịch hoàn tất, tạo thành thiên đạo công pháp chính xác, đến bây giờ mới thôi, thiên đạo công pháp hóa phàm cửu trọng tàm phong cảnh, bán thánh đã sưu tập hoàn tất. Nói cách khác, chỉ cần nguyện ý tu luyện, hoàn toàn có thể ở trong 3 canh giờ. Từ tàm phong cảnh sơ kỳ, đột phá đến thánh vực sơ kỳ. Nhẹ nhàng cười cười, Trương Huyền mở ra thư tịch bán thánh cấp, cúi đầu nhìn sang. Một lát sau, mày nhăn lại. Những công pháp này, không có bất kỳ sai lầm, chỉ cần từng bước tu luyện, hoàn toàn chính xác có thể cho hắn đạt tới bán thánh, tòng thánh, thậm chí thánh vực rất nhanh. Chỉ là, coi như đạt đến thánh vực, cũng chỉ là nguyên thai tam đẳng, so với nhị đẳng sơ phẩm trong phong thánh giải chênh lệch thật lớn. Vừa mới bắt đầu còn cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao thiên đạo công pháp ở trước hợp linh cảnh không kém nhiều, bây giờ lại có chênh lệch, suy nghĩ một chút liền hiểu được. Rất nhiều công pháp trong thư viện, không có pháp quyết tu luyện nguyên thai nhất đẳng, coi như bắt được nhiều hơn nữa, đây là công pháp bình thường. Thật giống như nhìn nhiều thư tịch nhà dân phổ thông hơn nữa, cũng không thể nào so sánh với hoàng cung. Cả hai thuộc về tầng thứ bất đồng, coi như là rất nhiều nội dung tương tự. Đều có thể khiến người ta đạt tới cảnh giới cao hơn, nhưng trên thực tế không ở cùng một phương diện. Phong thánh giải, tuy tu luyện càng thêm khó khăn, nhưng rất có khả năng hình thành nguyên thai nhất đẳng, trở thành thiên nhận thánh nhân, tu luyện những công pháp bình thường này mà nói, lại hoàn toàn không có hy vọng. Trong lòng Trương Huyền suy tư, tu luyện phong thánh giải cần bảo vật, có thể sẽ khó khăn hơn một ít, nhưng một khi thành công, uy lực cực lớn, vượt xa công pháp bình thường. Nếu như tu luyện, tự nhiên phải lựa chọn càng cường đại hơn. Trong lòng có quyết định, cũng không sốt ruột tu luyện, mà tiếp tục đi lên. Tầng thứ tư là viện trưởng mới có thể tiến nhập, bên trong không có công pháp, võ kỹ, mà là các thời kỳ viện trưởng lưu lại các loại tâm đắc nhận thức, cùng với rất nhiều bí mật trong học viện. Thu những thư tịch này vào thư viện, Trương Huyền tiếp tục đi lên trên. Tầng thứ năm là mục sư lưu lại, mặc dù không có phong thánh giải, lại bao hàm tất cả pháp quyết quý giá hắn siêu tập. Đại bộ phận đều là ở thánh vực, cũng có một phần nhỏ đạt đến nhị trọng thậm chí tam trọng,
bất quá số lượng thưa thớt, đối với hắn tác dụng cũng không phải quá lớn. Còn có một ít bí tịch luyện hồn, luyện thể, nhàn rỗi vô sự, liền thu tất cả lại. Được rồi, bắt đầu tu luyện. Chương 1690, Tàm Phong Cảnh Đỉnh Phong 2. Thu thập toàn bộ thư tịch xong, thiên đạo công pháp, võ kỹ, cũng tạo thành ít nhất hơn 10 bản, Trương Huyền thở sâu, tìm địa phương trống trải ngừng lại. Công pháp Tàm Phong Cảnh đã chuẩn bị đầy đủ, cũng có xích huỳnh quả đột phá bán thánh, hoàn toàn có thể nhất cỗ tác khí, trước đột phá cảnh giới này rồi hãy nói. Lấy ra trận kỳ, ở chung quanh bố trí một tụ linh trận cấp 6, lúc này mới lấy ra một đống linh thạch thượng phẩm để vào trong đó. Ầm ầm, tụ linh trận vận chuyển, vô số linh khí tinh thuần từ trong linh thạch rút ra, hình thành từng đám mây nồng đậm, liên tục quán thâu vào trong lỗ chân lông của hắn. Khoanh chân ngồi dưới đất, rất nhiều huyệt vị của Trương Huyền mở ra, điên cuồng hấp thu. Linh khí của linh thạch thượng phẩm, tinh thuần mà trầm trọng, vượt xa địa mạch linh dịch, dùng để đột phá cực kỳ phù hợp. Hai mắt nhắm lại, Trương Huyền vận chuyển nội dung trong phong thánh giải, khống chế được từng đạo chân khí, tới lui xuyên thẳng qua trong đan điền. Phong thánh giải mới, là hoàn toàn bất đồng lúc trước. Cái trước 7 đạo chân khí hình thành một hạt, 7 hạt hình thành một đoàn, 7 đoàn hình thành một giải. Mà cái này, cần 9 đạo chân khí hình thành một hạt, 9 hạt hình thành một đoàn, 9 đoàn hình thành một giải. 9 là con số cực hạn, 9 đạo chân khí chồng lên, mới phù hợp chân lý, phù hợp thiên đạo. Linh khí chảy xuôi trong người, phát ra thanh âm xì xào, Trương Huyền khống chế từng đạo chân khí, hội tụ thành một hạt, một đoàn, một giải. Mục đích của phong thánh giải là ngưng tụ nguyên thai cấp bậc cao hơn, so với tu luyện thiên đạo công pháp bình thường, khó khăn hơn nhiều, cũng phức tạp hơn nhiều lắm. Thiên đạo công pháp bình thường, một canh giờ có thể thăng một cấp bậc, cái này lại tiến bộ nhỏ bé, trong vòng một canh giờ, ngay cả một tiểu cấp cũng không có đột phá. Lúc này, hắn cũng rốt cuộc biết. Vì sao mục sư phải tiêu phí mấy trăm năm, mới ngưng tụ ra một nguyên thai nhị đẳng, loại pháp quyết này, ngưng tụ nguyên thai, tuy rất cường đại, nhưng mà nhu cầu đối với linh khí thật sự là quá lớn. Quả thực chính là cái động không đáy. Không nói cái khác, lấy tốc độ tu luyện của hắn, tăng thêm tụ linh trận cấp 6, muốn đến Tàm Phong Cảnh đỉnh phong cũng cần ít nhất một ngày thời gian. Bình thường một canh giờ, có thể tu luyện một đại cấp, nhưng bây giờ phải tiêu phí một ngày. Độ khó to lớn có thể nghĩ. Bất quá một ngày liền một ngày, hắn cũng không sốt ruột. Căn cứ phong thánh giải ghi chép, ngay lúc đó mục sư tu luyện tới cảnh giới này, là hao tốn vượt qua 200 năm. Ngồi ở tại chỗ, tu vi kèm theo chân khí trong cơ thể liên tục vận chuyển, chậm rãi tăng lên, gông cùm xiềng xích lúc trước từng tầng một tan rã cùng bài trừ. Tàm phong cảnh sơ kỳ. Tàm phong cảnh trung kỳ. Tàm phong cảnh hậu kỳ. Một ngày sau, quả nhiên đạt đến Tàm Phong Cảnh đỉnh phong. Cách bán thánh cũng chỉ kém nửa bước, tùy thời có thể đột phá. So với trước kia cường đại hơn nhiều lắm. Đình chỉ tu luyện, tinh thần nội thị, trong lòng Trương Huyền nhịn không được cảm khái. Tàm phong cảnh bình thường, từng tiểu cấp bậc đại khái chênh lệch 300 vạn đỉnh, mà tu luyện phong thánh giải, lại đạt đến 600 vạn đỉnh. Sao bình thường tàm phong cảnh sơ kỳ 2.500 vạn đỉnh, trung kỳ 2.800 vạn đỉnh, hậu kỳ 3.100 vạn đỉnh, đỉnh phong 3.400 vạn đỉnh. Lúc trước hắn liền có được 2.900 vạn đỉnh, thêm 1.800 vạn đỉnh, bằng vào lực lượng chân khí thì đến được 4.700 vạn đỉnh. Nếu như phối hợp hồn lực 2.000 vạn đỉnh cùng nhục thân 3.200 vạn đỉnh, dĩ nhiên đạt đến 9.900 vạn đỉnh, cách thánh vực đỉnh phong cũng chỉ kém 100 vạn đỉnh mà thôi. Nói cách khác, trên lực lượng đã không kém cường giả thánh vực. Đáng sợ! Tàm phong cảnh đỉnh phong, chỉ bằng vào lực lượng liền có thể so với thánh vực. Truyền đi tuyệt đối không ai tin tưởng. Bất quá, lực lượng tương tự thánh vực nhất trọng sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu chính thức là không bằng. Thánh vực lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, có thể ở chỗ rất xa công kích, lực lượng không suy giảm, mà hắn phải mượn nhờ toàn bộ lực lượng, chỉ có thể cận thân, không cách nào tới gần mà nói. Nhục thân cùng hồn lực liền tác dụng không lớn. Không còn hai thứ này gia trì, chỉ có 4.700 vạn đỉnh, tương đương bán thánh hậu kỳ mà thôi. Dù vậy cũng rất đáng sợ, so với Mạc Lưu Chân viện trưởng năm đó, thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Thực lực tiến bộ không ít, đáng tiếc tiêu hao linh thạch thượng phẩm thật sự quá lớn. Cảm thụ xong lực lượng trên người, nhìn xem bã vụn đầy đất, vẻ mặt Trương Huyền cười khổ. Tu luyện phong thánh giải, hoàn toàn chính xác khiến tu vi càng thêm củng cố, chân khí hùng hậu, lực lượng sung túc, nhưng cũng có không ít vấn đề,
tỉ như tiêu hao linh thạch thượng phẩm, thì đến một tình trạng nghe rợn cả người. Hắn từ trong tay đám người Ngô Hư, Lộc Thành nhận được mấy trăm linh thạch thượng phẩm, cộng thêm hạ lễ của hùng hổ thú cùng với vân vụ lĩnh, dĩ nhiên đạt đến hơn 800, so với bất kỳ một cái nào trong thập đại trưởng lão đều muốn giàu có hơn. Mà bây giờ, chỉ từ tàm phong cảnh sơ kỳ, tu luyện tới đỉnh phong, liền tiêu hao 500 viên, tiếp cận hơn phân nửa. Quả thực chính là đốt tiền. Chương 1691, lần nữa đột phá, bán thánh. 1. Trước mặc kệ, tiếp tục tu luyện đi. Bây giờ cách bán thánh chỉ kém một bước, đột phá cần xích huỳnh quả vừa vặn cũng có, hoàn toàn có thể trùng kích thử xem. Điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất, hít sâu một hơi, bàn tay của Trương Huyền khẽ đảo, còn thừa 300 viên linh thạch đặt ở trong tụ linh trận. Vù vù vù. Linh thạch tiếp xúc trận pháp, linh khí nồng đậm lập tức bay lên, chỗ của hắn tràn ngập như thực chất. Hắn nhướng mày, lấy ra một quả xích huỳnh quả nuốt xuống. Thứ này tổng cộng 10 trái, đám người Hồ Yêu Yêu dùng 4 quả, sau khi đột phá liền không cần, còn dư lại đều ở trong tay của hắn. Trái cây vào miệng liền tan, một cỗ lực lượng nồng đậm tràn đầy tất cả xương cốt tứ chi, mơ hồ có một loại cảm giác tùy thời có thể đột phá. Cảm thụ thoáng một phát, Trương Huyền biết rõ loại lực lượng này còn rất bạc nhược yếu kém, thật muốn chạy nước rút, bằng vào giờ phút này tích lũy, 8-9 phần 10 sẽ thất bại, cũng không nóng nảy, lần nữa lấy ra một quả, nuốt xuống. Liên tục ăn 4 quả, lúc này mới cảm thấy lực lượng cuồng bạo tùy thời có thể phá tan thân thể, ngừng lại, miệng lớn mở ra, hấp thu linh khí giống như thực chất ở chung quanh vào bụng. Ầm ầm, một tiếng nổ vang kịch liệt, thân thể như phá vỡ gông cùm xiềng xích nào đó, lại giống như đẩy ra một cánh cửa lớn. Tất cả huyệt đạo đồng thời mở ra, hấp thu toàn bộ linh khí ở chung quanh vào thân thể, sinh mệnh trong nháy mắt phát sinh biến hóa, tựa như thoát thai hoán cốt. Bán thánh, đến. Bán thánh, tuy cách thánh vực còn một đoạn, nhưng sinh mạng thể đã không giống hóa phàm, vô luận nhục thân hay linh hồn, đều đã có bay vọt về chất, thậm chí tuổi thọ cũng đã có tăng trưởng thật lớn. Bình thường, hóa phàm chỉ có gần 200 tuổi, đột phá bán thánh, ít nhất có thể sống đến 500 tuổi. Nói cách khác, tuổi thọ không chỉ tăng lên gấp đôi. Tu vi đạt tới bán thánh, lực lượng lần nữa có bay vọt về chất, lúc trước chỉ bằng vào chân khí, là 4.700 vạn đỉnh. Hiện tại bạo tăng 1.300 vạn đỉnh, đạt đến 6.000 vạn đỉnh. Chỉ bằng vào chân khí, đã giống tổng thánh sơ kỳ. Lại phối hợp nhục thân cùng hồn lực, cường giả thánh vực nhất trọng, chỉ cần cận thân, cũng có thể đơn giản giết chết. Lực lượng bạo tăng, tốc độ phản ứng cùng ý thức cũng có lột xác thật lớn, càng thêm nhạy cảm, mau lẹ. Hắn hiện tại, lại cùng mục sư khôi lỗi chiến đấu, coi như không cần phân thân, cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Thực lực tăng trưởng rất nhanh, đáng tiếc, lại biến thành nghèo rất mồng tơi rồi. Biết rõ thực lực cực hạn, Trương Huyền cười khổ lắc đầu. Mấy ngày hôm trước đạt được nhiều thứ tốt như vậy, cảm thấy biến thành siêu cấp đại gia, cự tuyệt không ít lễ vật, kiêu ngạo không gì sánh được. Một lần tu luyện, lập tức về tới trước giải phóng. Bản thân tu luyện, thật đúng là cái động không đáy. Cũng khó trách, phong thánh giải đối với chân khí liền cần rất lớn, hơn nữa hắn tu luyện là thiên đạo công pháp. Yêu cầu cao hơn, linh thạch thượng phẩm ở trong mắt người khác vô cùng quý giá, nhưng với hắn mà nói, giống như cục đá ném vào hồ nước, không đáng kể chút nào, lật không ra bao nhiêu bọt nước. Dựa theo hiện tại bảo thủ đoán chừng, tấn cấp đến thánh vực. Đại khái cần tiếp cận 5.000 viên linh thạch thượng phẩm. Khóe miệng co lại. Từ tàm phong cảnh sơ kỳ, tấn cấp đến bán thánh sơ kỳ, mượn 4 trái xích huỳnh quả, như trước tiêu hao 800 viên linh thạch thượng phẩm, tổng thánh, thánh vực. Tiếp tục như vậy mà nói, 5.000 viên linh thạch thượng phẩm đoán chừng là thấp nhất. Nhiều như vậy, coi như là lật tung danh sư học viện, cũng lấy ra không đủ. Xem ra phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài kiếm tiền rồi. Xoa xoa mi tâm, khuôn mặt Trương Huyền u oán. Cái này gọi là chuyện gì? Người khác tu luyện, buồn chính là làm sao tiến bộ, làm sao đột phá bình chướng, điểm ấy, hắn không có lo lắng qua, ngược lại mỗi lần đều bởi vì, nghèo. Quả nhiên là nghèo khó hạn chế khả năng suy nghĩ. Thật sự không được, liền bán đi những hạ lễ kia. Những thú sủng ở vân vụ lĩnh kia cho không ít hạ lễ, bán mấy thứ này ra mà nói, đổi 2.000-3.000 viên linh thạch thượng phẩm, có lẽ nhẹ nhõm, chỉ là. Hồng Viễn Thành đoán chừng không ai có thể mua nổi, hoàng thất cũng không được. Không có linh thạch, cho dù có phong thánh giải, cũng không cách nào tu luyện. Vốn nghĩ rằng một hơi đột phá đến thánh vực,
hiện tại xem ra, còn là suy nghĩ nhiều, vì kế hoạch hôm nay, phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, tìm kiếm bảo vật. Đúng rồi, không biết lúc trước tứ đại đế quốc tới đây, còn có người của danh sư đường còn không, thật sự không được, tìm bọn hắn bán ra vài thứ a. Lúc trước nghi trưởng lão giới thiệu từng nói qua, sự tình Hồng Trì, Nguyên Cương, Bạch Thác, chỉ giao tứ đại đế quốc. Bốn nước này, quốc lực không kém Hồng Viễn đế quốc chút nào, thậm chí còn hơn. Nếu như có thể bán cho bọn hắn vài thứ, có lẽ có thể làm ra không ít linh thạch, để cho hắn có thể sử dụng một hồi. Chuyện này có thể cân nhắc, bất quá, phải đi viện trưởng Lăng lấy lôi minh thạch trước rồi hãy nói. Nâng cái cằm, Trương Huyền đứng dậy, đi ra ngoài tàng thư các. Lôi minh thạch là bảo vật đột phá tổng thánh, hiện tại đã đạt tới bán thánh, chỉ cần có đầy đủ linh thạch thượng phẩm, đột phá chỉ là vấn đề thời gian, không bằng tới lấy trước, lại đi kiếm tiền. Rời tàng thư các, Trương Huyền tìm mi trưởng lão, đang muốn mở miệng, chỉ thấy vẻ mặt đối phương tràn đầy hưng phấn. Viện trưởng, chúc mừng. Trương Huyền khó hiểu. Lúc trước không phải nói viện trưởng, muốn mua sắm chút tinh huyết của thiên nghĩ phong mẫu sao. Ta liền đưa ra yêu cầu với thú đường tổng bộ. Không nghĩ tới đã nhận được đáp ứng, tinh huyết của thánh vực thiên nghĩ phong mẫu, sáng sớm liền đưa tới. Vẻ mặt mi trưởng lão tràn đầy mừng rỡ. Chương 1692, lần nữa đột phá, bán thánh. 2. Còn có huy chương thuần thú sư thất tinh của viện trưởng, cũng đến rồi. Nói xong, đưa qua một cái bình ngọc, cùng một huy chương. Tiện tay tiếp nhận, Trương Huyền lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngươi không phải nói. Mua sắm thứ này cần tiêu phí thật lớn sao? Như thế nào? Thực lực của thiên nghĩ phong mẫu quá yếu, không cách nào tiếp tục xây dựng thiên nghĩ phong xào, trừ khi thực lực tăng lên. Vài ngày trước, hắn tìm mi trưởng lão mua sắm tinh huyết, kết quả nghe nói cần tiêu phí thật lớn, thậm chí muốn mấy nghìn linh thạch thượng phẩm. Như thế nào linh thạch còn không có cầm, đồ vật liền tới tay rồi. Là cần tiêu phí rất lớn, bất quá, viện trưởng thuần phục tất cả linh thú, thánh thú ở Vân Vũ Lĩnh, là đại công huân. Chai tinh huyết thiên nghĩ phong mẫu này, là trực tiếp ban thưởng. Mi trưởng lão nở nụ cười. Hơn nữa thú đường còn dặn dò, hy vọng ngươi có thể đi phân bộ ở Thanh Nguyên đế quốc một chuyến, truyền thụ bọn hắn phương pháp thuần phục linh thú rất nhanh a. Thì ra là thế, thay ta đa tạ thú đường tổng bộ, về sau có cơ hội khẳng định sẽ tới. Nghe được thuần phục linh thú ở Vân Vũ Lĩnh, lại có công huân lớn như thế, Trương Huyền nở nụ cười. Làm như vậy chỉ là không đành lòng học sinh của học viện không công chịu chết, hơn nữa nguyên nhân chấn chính thú triều bộc phát, là do hắn dựng lên. Không nghĩ tới, vậy mà đã thành công huân. Tiện tay vẹt ra bình ngọc, một cỗ huyết khí tinh thuần thẳng tắp vọt lên. Nhìn thoáng qua, Trương Huyền có chút khó mà tin được. Đây là, tinh huyết của thiên nghĩ phong mẫu thánh vực tứ trọng. Bình tinh huyết trong tay cũng không phải thánh vực nhất trọng, nhị trọng, mà là thiên nghĩ phong mẫu tứ trọng lưu lại. Loại tinh huyết này, vô cùng quý giá, hầu như khó có thể tìm được, đối phương thoáng một phát cho nhiều như vậy. Khó trách chào giá mấy nghìn linh thạch thượng phẩm, thật muốn mua, cũng mua không nổi a. Đã có thứ này, có thể đoán được thực lực của thiên nghĩ phong mẫu, tất nhiên sẽ tăng vọt, đột phá thánh vực ở trong tầm tay. Cổ tay khẽ đảo, đưa bình ngọc vào tổ ong, để cho phong mẫu thôn phệ, ánh mắt lại rơi vào trên huy chương thuần thú sư. Lúc trước từng có huy chương tứ tinh. Giống cái này như đúc, chỉ là bốn ngôi sao biến thành bảy cái, tài liệu cũng có biến hóa, càng thêm trầm trọng, làm cho người ta có cảm giác biểu tượng cho thân phận địa vị. Tuy ma âm sư cũng đạt tới thất tinh, nhưng chỉ là phụ tu hạ tam phẩm, so với nghề nghiệp thượng cửu lưu, còn kém một đoạn rất lớn. Coi như không có thân phận viện trưởng này, chỉ bằng vào thuần thú sư thất tinh, đi đến nơi nào, cũng không có người dám khinh thường. Làm phiền mi trưởng lão rồi. Biết rõ đối phương giúp mình tranh thủ cái huy chương này, tất nhiên ra không ít lực lượng, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Viện trưởng nói gì vậy chứ? Mi trưởng lão lắc đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn qua. Viện trưởng tính toán lúc nào khảo hạch danh sư lục tinh? Nếu như muốn khảo hạch mà nói, ta sớm chuẩn bị. Viện trưởng đã có 6 chức nghiệp phụ tu đạt tới lục tinh, cũng thông qua ký lục sơn khảo hạch, dĩ nhiên có thể khảo hạch danh sư lục tinh rồi. Hiện tại liền chuẩn bị đi. Bất quá trước đó ta muốn đi viện trưởng Lăng một chuyến. Trương Huyền nói. Viện trưởng Lăng. Sửng sốt một chút, mi trưởng lão lắc đầu. Chỉ sợ bây giờ viện trưởng còn không có tư cách vào trong đó. Không có tư cách. Trương Huyền nhíu mày. Hắn ngưng tụ viện trưởng lệnh hoàn mỹ,
danh sư học viện còn có địa phương hắn không có tư cách đi. Viện trưởng đạt được tất cả mọi người nhận thức, cầm trong tay viện trưởng lệnh, tiến nhập trong đó, tự nhiên không có vấn đề, nhưng... Viện trưởng Lăng, tiến nhập trong đó, liền cần chia cắt ý niệm, lưu lại ở trên lăng bia. Cũng chính là phải lưu lại ý niệm. Đây là chia cắt linh hồn, đối với hồn phách có tổn thương nhất định, không bằng khảo hạch danh sư lục tinh xong, bằng vào công huân, tìm tổng bộ danh sư đường, xin một bảo vật phân hóa hồn phách, đến lúc đó. Có thể bảo chứng linh hồn hoàn chỉnh, lại có thể tiến nhập trong đó, vẹn toàn đôi bên. Sợ viện trưởng hiểu lầm, mi trưởng lão vội vàng giải thích. Thuần phục nhiều linh thú, thánh thú ở vân vũ lĩnh như vậy, ở thuần thú đường cũng là đại công huân, tại danh sư đường, tự nhiên công huân càng lớn. Hoàn toàn có thể xin một ít bảo vật lợi hại, tiến hành phụ trợ. Trương Huyền gật đầu. Rất nhiều viện trưởng của danh sư học viện, có thể mời tổ tiên đi ra, nói rõ khi còn sống, chia cắt linh hồn để lại ý niệm. Độ khó chia cắt linh hồn, trước kia hắn trải qua, coi như là vu hồn sư, nguyên khí cũng tổn hao nhiều, khôi phục rất lâu mới có thể hoàn thành, huống chi người bình thường. Bất quá, hiện tại hắn có hồn phách tinh thuần của thanh giác long thú. Điểm ấy tổn thất đã không coi vào đâu, chỉ là thật muốn làm như vậy, tất nhiên sẽ bại lộ thủ đoạn cùng thân phận vu hồn sư. Hay là trước khảo hạch danh sư lục tinh đi. Chần chừ một chút, Trương Huyền khoát tay. Thân là danh sư học viện viện trưởng, thân phận vu hồn sư, tất nhiên là không thể thiết ra, nếu không, vướng vào các loại quy tắc chế độ của danh sư đường, muốn giải thích sẽ vô cùng phiền toái. Dù sao khảo hạch danh sư lục tinh với hắn mà nói cũng không khó. Không bằng kiểm tra trước rồi hãy nói. Tốt. Nghi trưởng lão gật đầu, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy một trưởng lão vội vã đi tới, nhìn thấy hai người vội vàng ôm quyền. Viện trưởng, Ngọc Thần Thanh bệ hạ một mực ở bên ngoài chờ đợi, nói muốn gặp ngài. Chương 1693, Bồ Đề Tử 1. Ngọc Thần Thanh. Trương Huyền nhíu mày. Gia hỏa này tìm mình làm gì? Viện trưởng không thu hạ lễ của hắn. Mấy ngày nay không làm gì cứ tới đây, nói muốn đích thân gặp ngài, ngăn như thế nào cũng ngăn không được, đoán chừng là sợ ngươi tức giận a. Như nhớ tới cái gì, mi trưởng lão cười nói. Trương viện trưởng kế vị đại điển gây ra động tĩnh lớn như vậy, vạn thú triều bái, mở tiết học công khai, để cho thầy cho toàn trường có được tình nghĩa bán sư. Còn lấy được tất cả mọi người nhận thức. Chỉ bằng vào hai điểm này đã biết rõ, về sau tiền đồ vô lượng. Nếu không cũng sẽ không tặng lễ vật chân quý như thế, tiến hành lôi kéo. Kết quả, người ta không thu, còn nghĩ tới sinh nhật con gái lúc trước, đuổi đối phương ra phòng yến hội. Không sợ hãi mới là lạ. Đi tới xem một chút đi. Những đạo lý đối nhân xử thế này, Trương Huyền rất nhanh liền nghĩ thông suốt, nhẹ gật đầu. Không thu lễ vật của đối phương, là bởi vì mình quan sát công pháp luyện hồn của đối phương, lại mượn bồ đề thụ của bọn họ, không muốn lại chiếm tiện nghi. Nhưng mà nếu bởi vậy làm cho đối phương hiểu lầm, cũng có chút ngượng ngùng. Rất nhanh đi vào phòng tiếp khách của viện trưởng, quả nhiên thấy Ngọc Thần Thanh bệ hạ đang ngồi ở bên trong, vẻ mặt sốt ruột. Cùng Ngọc Thần Thanh ở chung một chỗ, còn có ba trung niên nhân, trong đó hai cái không dám ngồi, sắc mặt trắng bệch đứng ở phía sau. Bệ hạ, Hoài Vương gia. Nhìn thoáng qua, hai người trung niên này mình không nhận ra, một cái khác ngược lại quen thuộc, đúng là Hoài Vương gia tiễn đưa phủ đệ cho mình. Thời điểm còn chưa trở thành viện trưởng, người này liền đưa tặng phủ đệ, đối với hắn vẫn có hảo cảm rất lớn. Gặp qua Trương viện trưởng, bốn người đồng thời đứng dậy ôm quyền. Mặc dù địa vị của bọn hắn ở Hồng Viễn Đế quốc coi như là đỉnh phong nhất, nhưng cái này so với danh sư học viện viện trưởng, là kém rất xa. Không cần khách khí. Khoát tay áo, Trương Huyền ngồi ở chủ vị, nhìn sang Hoài Vương gia. Vương gia hào phóng đưa tặng phủ đệ. Tại hạ còn chưa có đi nói lời cảm tạ, ngược lại để ngươi đến đây, thật sự là hổ thẹn. Viện trưởng nói gì vậy chứ? Hoài Vương gia vội vàng đứng dậy. Lần đầu tiên nhìn thấy viện trưởng, ta biết ngay hẳn là nhân trung long phượng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền biến thành viện trưởng. Hoài Vương gia cảm khái không thôi. Lúc trước lần đầu tiên chứng kiến Trương Huyền Trương sư, cũng không cảm thấy có cái gì, chỉ nể tình thánh nhân quý tộc viên đào, nên coi trọng hắn, mới nghĩ đến lôi kéo. Ai ngờ ngắn ngủn không đến hai tháng, một tiểu nhân vật vừa tới Hồng Viễn Thành, không chỗ nương tựa, chỉ có hợp linh cảnh, dĩ nhiên biến thành người có quyền thế nhất của toàn bộ danh sư học viện. Ngẫm lại cũng làm người thổn thức, khó mà tin được. Hoài Vương gia khách khí. Trương Huyền lắc đầu.
Nếu như vương gia không chê, có thể bày ra thân thủ, để cho ta nhìn thực lực của ngươi một chút. Bộc lộ thân thủ. Hoài vương gia hơi sững sờ, sau đó mừng như điên. Đối phương nói như vậy, tự nhiên là muốn chỉ điểm cho hắn. Thực lực vị trước mắt này, trước mắt khả năng không bằng hắn, nhưng tiết học công khai có thể giảng lừa kêu chó sủa, lý giải đối với sư đạo, tuyệt đối không phải danh sư lục tinh bình thường có thể so sánh. Có thể được loại người này chỉ điểm, tuyệt đối có thể thắng được vô số năm khổ tu. Đương nhiên đồng ý. Không dám nói nhảm, vội vàng đi tới giữa đại sảnh, nắm đấm siết chặt, đánh đi ra. Vừa ra tay lập tức biểu hiện ra thực lực, không kém đám người mi trưởng lão chút nào, cũng đạt tới thánh vực nhất trọng đỉnh phong. Rất nhanh, một bộ võ kỹ đánh xong, thu tay lại mà đứng, như học sinh tiểu học, Hoài vương gia đại khí cũng không dám thở mạnh. Đang muốn hỏi thăm, chợt nghe thanh niên nhàn nhạt nói. Bộ lưu thủy quyền pháp này, vương gia đã tu luyện lô hỏa thuần thanh, hoàn toàn chính xác không kém, bất quá. Có phải gần đây vương gia thường xuyên cảm thấy khí huyết ngưng trệ, có chút lực bất tòng tâm hay không? Cái này, làm sao viện trưởng biết được? Hoài vương gia sững sờ, thân thể nhịn không được cứng đờ. Gần đây hắn hoàn toàn chính xác thường xuyên cảm thấy khí huyết ngưng trệ, chân khí chảy không thông suốt, chỉ bất quá, tin tức giấu giếm vô cùng tốt, ai cũng chưa nói qua, thậm chí Ngọc Thần Thanh bệ hạ cũng không biết tình hình. Dù sao, hắn quyền cao chức trọng, ngấp nghé vị trí không biết bao nhiêu, một khi truyền đi thân thể có bệnh, tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Ai cũng không có nói, chỉ đánh một bộ võ kỹ, liền đã nhìn ra, đây là cái nhãn lực gì. Không có lên tiếng trả lời hắn, Trương Huyền cười cười. Nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là thương thế trước kia đưa tới a. Sở dĩ Hoài vương gia có thể có được địa vị bây giờ, lúc còn trẻ, vì nước chinh chiến, lập không ít công lao hiển hách, còn trọng thương mấy lần, tính mạng ở sớm tối. Bệnh căn hẳn là khi đó lưu lại. Vâng. Hoài vương gia gật đầu. Ta chỗ này có một bình rượu ngon, người uống xong, sau đó dựa theo phương pháp ta truyền thụ cho ngươi khai thông, tiến hành tu luyện, bệnh cũ sẽ được giải trừ, siêng năng nỗ lực, đột phá cảnh giới trước mắt cũng chưa biết chừng. Nhẹ nhàng cười cười, Trương Huyền đưa tới một hồ lô rượu ngon, ngay sau đó lấy ra giấy bút, rồng bay phượng múa, viết ra một bộ công pháp. Tuy hiện tại hắn chỉ có bán thánh sơ kỳ, nhưng xem xong tàng thư khố của danh sư học viện, lý giải đối với tu luyện, dưới thánh vực nhị trọng, không người có thể so sánh. Giúp đỡ chỉ điểm đối phương, viết ra một bộ công pháp nhằm vào thể chất, đơn giản đến cực điểm. Đa tạ, Trương viện trưởng. Nhìn thoáng qua công pháp, đồng tử của Hoài vương gia co rút lại, toàn thân không ngừng run rẩy. Lấy kiến thức của hắn, tự nhiên có thể thấy được bộ công pháp này, so với pháp quyết tu luyện của Hoàng thất càng cao minh hơn, hơn nữa càng phù hợp thể chất, nghiêm túc tu luyện, bệnh kín chỉ là việc nhỏ, chỉ sợ thực giống như đối phương nói, đột phá gông cùng xiềng xích trước mắt, trùng kích cảnh giới cao hơn. Đầu tư một tòa phủ đệ, liền có được một bộ công pháp có thể truyền thừa đời sau. Tuyệt đối là kiếm lớn rồi. Cái này, Ngọc Thần Thanh cùng hai người khác liếc mắt nhìn nhau, không khỏi lắc đầu. Chương 1694, Bồ Đề Tử 2. Tuy không biết nội dung công pháp, nhưng có thể làm cho Hoài vương gia luôn luôn trầm ổn kích động như thế, đủ thấy bất phàm. Trước khi đối phương chưa thành viện trưởng, bọn hắn không có nhãn lực, bây giờ muốn giao hảo. Dĩ nhiên không còn kịp rồi. Không cần khách khí. Trương Huyền cười cười. Một bộ công pháp mà thôi, cũng không phải bản tinh giản của thiên đạo công pháp, tiện tay làm không coi vào đâu. Làm như vậy cũng coi như báo đáp ân tình đối phương đưa tặng phủ đệ, cả hai không thiếu nợ nhau rồi. Xử lý xong sự tình Hoài vương gia, Trương Huyền nhìn về phía Ngọc Thần Thanh cách đó không xa. Không biết bệ hạ, hôm nay tới tìm ta là cần làm chuyện gì? Ngọc Thần Thanh vội vàng đứng dậy. Trương viện trưởng, lần này ta tới đây, là có hai chuyện. A, viện trưởng đối với Ngọc gia ta ân tình lớn như vậy, truyền thụ tiểu nữ phương pháp tu luyện linh hồn không nói, còn cứu sống bổ đề thụ. Thần Thanh vô cùng cảm kích, nếu như không có biểu hiện, thực sự quá vong ân phụ nghĩa. Ngọc Thần Thanh vội nói. Đối phương cự tuyệt lễ vật của hắn, lại để cho hắn sợ hãi, lần này tới đây, là tặng lễ lần nữa. Khách khí. Trương Huyền lắc đầu. Ta biết rõ viện trưởng đại nghĩa, đối với tiền tài không thèm để ý, đây là bồ đề thụ từng ấy năm tới nay, sinh ra một hạt bồ đề tử duy nhất. Mong viện trưởng không muốn từ chối. Ngọc Thần Thanh khẽ đảo cổ tay, lấy ra một cái hộp ngọc đưa tới.
mở hộp ra, bên trong có một hạt giống mượt mà. Bồ đề tử. Trương Huyền nhíu mày. Cái đồ chơi này có tác dụng gì? Tuy hắn nhìn không biết bao nhiêu sách, nhưng cũng không biết rõ. Chỉ cần gieo trồng, có thể lần nữa trưởng thành một cây bồ đề thụ, thường ở dưới tàng cây tu luyện, có thể yên tĩnh tâm thần, thực lực tăng gấp đôi, miễn trừ nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma, đối với người tu luyện linh hồn có hiệu quả. Ngọc Thần Thanh vội nói. Có thể gieo trồng ra bồ đề thụ. Mắt Trương Huyền sáng rực lên. Thánh vực bồ đề thụ của đối phương, thật sự là hắn rất hâm mộ, có thể nhanh như vậy ân cần săn sóc linh hồn của Ngụy Như Yên, đủ thấy cường đại. Nếu như có thể có một cây, phù hồn ở trong đó tu luyện, thực lực tuyệt đối sẽ gia tăng gấp mấy lần. Ân, Ngọc Thần Thanh đưa tới. Trương Sư có thể sáng chế pháp quyết tu luyện linh hồn lợi hại như thế, hẳn nghiên cứu linh hồn rất sâu, vì vậy, mong rằng không nên chối từ. Vậy thì đa tạ rồi. Nhẹ gật đầu, Trương Huyền không hề cự tuyệt. Đồ vật quý trọng khác có thể không thu, bất quá, viên bồ đề tử này, hoàn toàn chính xác có tác dụng, hoàn toàn có thể lưu lại. Đến lúc đó, gieo trồng ở trong Thiên Nghĩ Phong Xào, tùy thân mang theo, phu hồn có thể tùy thời tiến nhập tu luyện, cũng không cần lo lắng lãng phí. Chuyện thứ hai, hai người các ngươi nói đi. Nhìn hai thủ hạ, Ngọc Thần Thanh nhẹ nhàng thở ra, lúng túng cười cười, nhìn về phía hai trung niên ở sau lưng. Hai người đi lên trước, đồng thời ôm quyền. Hồng Viễn Thành Thẩm gia đương đại gia chủ Trầm Vạn Đình, gặp qua Trương viện trưởng. Hồng Viễn Thành Thẩm gia đương đại gia chủ Liễu Tại Ngôn, gặp qua Trương viện trưởng. Thẩm gia, Liễu gia, Hồng Viễn Thành tứ đại gia tộc, lúc trước Trương Huyền liền nghe nói qua, chỉ là chưa bao giờ gặp mặt, hai vị gia chủ tìm đến mình làm gì. Vâng, Huyền tử không biết phân biệt, đắc tội Trương viện trưởng, Thẩm gia ta cố ý tới đây bồi tội. Liễu Tuyền nhà ta có mắt như mù, ta cũng là tới đây bồi tội. Đứa con bất hiếu này, mặc ngươi xử trí. Hai vị gia chủ vẫy tay một cái, hai thanh niên đã bị đè lên. Đúng là Thẩm Quân, Liễu Tuyền ban đầu ở Ngọc Phi Nhi Yến Hội gặp phải. Lúc này hai người đâu còn có bộ dáng văn nhã của công tử, bị đập như đầu heo, bộ mặt hoàn toàn thay đổi, nếu không phải lờ mờ có chút dấu vết, hắn cũng nhận không ra. Có thể nói, quá thảm rồi. Cái này, Trương Huyền nháy mắt. Tuy Thẩm Quân ở Yến Hội của Ngọc Phi Nhi, cùng mình từng có chút mâu thuẫn, nhưng cũng không có xung đột gì a, không đến mức đánh thành như vậy chứ. Hai người này, lại dám tìm viện trưởng phiền toái, là chúng ta không biết dạy con, cam nguyện bị trừng phạt, đây là hai gia tộc của chúng ta cho ra bồi thường, mong viện trưởng nhận lấy. Khẽ vươn tay, Trầm Vạn Đình truyền qua một chiếc nhẫn chữ vật, thái độ thành khẩn. Cái này, Trương Huyền ngây người. Hai người này tìm bản thân phiền toái. Không có a, sao mình một chút cũng không nhớ rõ. Chẳng lẽ mất ký ức? Mong viện trưởng không nên chối từ, nếu không, hai đại gia tộc chúng ta, tất nhiên sợ hãi không dám ở lại Hồng Viễn Thành. Thấy Trương viện trưởng chưa thu, cũng không nói sẽ thu, sắc mặt kỳ quái, Liễu Tại Ngôn vội vàng nói. Trương Huyền càng ngày càng mê hoặc. Đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Thấy nghi hoặc trên mặt hắn không giống giả bộ, Ngọc Thần Thanh cùng Hoài Vương ra liếc mắt nhìn nhau, bội phục đầu dạp xuống đất. Đối phương tìm phiền toái, muốn đập hắn, lại có thể không nhớ kỹ. Viện trưởng chính là viện trưởng, lòng dạ, khí độ này. Lợi hại a. Chương 1695, Thẩm Quân khóc một. Thời gian trở lại lúc đại điển kế vị kết thúc. Chứng kiến đại điển kế vị rung động lòng người như thế, vẻ mặt Thẩm Vạn Đình, Liễu Tại Ngôn tràn đầy kích động cùng cảm khái. Nhất là Thẩm Vạn Đình, với tư cách người cầm quyền gia tộc lớn nhất Hồng Viễn Thành, biết rõ hôm nay Trương Sư gây ra động tĩnh lớn như vậy, đại biểu ý nghĩa như thế nào. Lại để cho tất cả danh sư đều triệt để thừa nhận, tất cả linh thú ở Vân Vũ Lĩnh gọi vù vù chủ nhân. Quyền thế to lớn, lực hiệu triệu mạnh, Hồng Viễn Thành không còn người có thể so sánh. Coi như là Ngọc Thần Thanh bệ hạ, cũng chênh lệch cách xa vạn dặm, không có ở cùng một cấp bậc. Tới giao hảo, về sau Thẩm gia lên như diều gặp gió, càng ngày càng mạnh ở trong tầm tay. Đang định về gia tộc, cùng các trưởng lão thương nghị thoáng một phát, làm sao đả thông quan hệ, chỉ thấy nhi tử ngày bình thường được mình tán thưởng, cả người trọng thương bị người khiêng đến. Đây là thế nào? Sắc mặt Thẩm Vạn Đình trầm xuống. Hồng Viễn Thành tứ đại gia tộc, Thẩm gia có lực uy hiếp vô cùng cường đại. Con của hắn đường đường thiếu tộc trưởng, bị đánh thành cái dạng này, quả thực vô pháp vô thiên, không có để Thẩm gia vào mắt. Phụ thân, nhất định phải làm chủ cho ta.
Thấy hắn đi vào, Thẩm Quân nước mắt giàn giụa, kêu thảm một tiếng. Người nào động thủ, dám khiêu khích Thẩm gia, coi như hắn là vương công quý tộc, hoàng thân quốc thích, ta cũng thay ngươi làm chủ, để cho hắn cho ta một cái công đạo. Ánh mắt nheo lại, trong thanh âm của Thẩm Vạn Đình mang theo khí phách, cùng uy quyền nghiêm túc. Thân là tộc trưởng đệ nhất gia tộc, có năng lực như thế, cũng có quyết đoán như thế. Là một tiểu danh sư không biết tên ở danh sư học viện. Hắn hèn hạ vô sỉ, làm ra cạm bẫy, dựa vào nhiều người, đánh ta cùng Liễu Tuyển thành cái dạng này. Thẩm Quân nghiến răng. Hắn chỉ biết đối phương người đông thế mạnh, cụ thể có bao nhiêu người cũng không rõ ràng, bị che mặt, chỉ cảm thấy công kích phô thiên cái địa, đổ ập nện xuống, sau đó. Thì thành như vậy rồi. Tiểu danh sư không biết tên, người đông thế mạnh. Thẩm Vạn Đình nhíu mày. Ăn gan hùm mật gấu, dám tìm phiền toái. Mặc dù Thẩm gia chỉ là đại gia tộc, nhưng thế lực trải rộng các ngành các nghề, Hồng Viễn thành danh sư đường, thì có 7 vị danh sư lục tinh cấp bậc cung phụng, ở trong con em gia tộc, cũng có vài vị đạt đến danh sư lục tinh. Bởi vậy, chỉ là một danh sư bình thường mà nói, không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, giáo huấn một chút, mặc kệ danh sư đường, hay danh sư học viện, chút mặt mũi ấy vẫn có thể cho. Hắn là danh sư mấy tinh. Mặc dù tiểu danh sư, không coi vào đâu, Thẩm Vạn Đình vẫn cẩn thận hỏi thăm thoáng một phát. Tứ tinh. Thẩm Quân vội vàng nói. Danh sư tứ tinh nho nhỏ mà thôi, phụ thân muốn động thủ, còn không nhẹ nhõm vui sướng, một phút đồng hồ là có thể giết chết. Loại gia hỏa cấp bậc này, cũng dám động đến trên đầu chúng ta. Ánh mắt nheo lại, Thẩm Vạn Đình phất tay. Tên gọi là gì, ta liền phái người đi danh sư học viện bắt tới, cho ngươi hả giận. Hắn gọi Trương Huyền, là một người ngông cuồng không biết trời cao đất rộng. Thẩm Quân nghiến răng, trong lòng mặc sức tưởng tượng, phụ thân xuất thủ, đối phương tất nhiên vô cùng thê thảm, chỉ thấy trung niên nhân cách đó không xa luôn luôn bình tĩnh, toàn thân run rẩy, sắc mặt thoáng một phát trở nên trắng bệch. Phụ thân, ngươi làm sao vậy? Thẩm Quân nhịn không được hỏi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Thẩm Vạn Đình một cước đạp tới, tức giận đến tròm râu loạn chiến. Ta sao bà ngoại ngươi? Con mẹ nó ngươi muốn tìm chết, đừng kéo Thẩm gia vào a. Bành. Không nghĩ tới phụ thân sẽ xuất thủ với mình, không hề phòng bị, Thẩm Quân bị một cước đá lên tường, từng ngụm thổ huyết, thiếu chút nữa ngay tại chỗ cúp máy. Đồng thời vẻ mặt mộng bức, phụ thân, ta mới là người bị đánh, không thay ta hả giận thì thôi, đã mắng người còn động thủ, muốn làm gì a? Còn sao bà ngoại ta, cho ngươi 10 cái lá gan, ngươi dám không? Phụ thân. Nếu ngươi không muốn nhúng tay, ta tự mình giải quyết, ta thân là Thẩm gia đại công tử, đối phó một danh sư tứ tinh vẫn có thể làm được. Thẩm Quân gào thét, nghiến răng nói. Bất kể nói thế nào, hắn ở trong triều đình cũng có công danh, chiến công hiển hách, hiện tại bị đánh thành cái dạng này, không thay hả giận thì thôi, ngược lại đánh người. Thật sự không được, liền vận dụng quan hệ của mình, ở trong quân có thể lăn lộn đến địa vị như thế, há có thể đơn giản. Giáo huấn một danh sư tứ tinh, chắc hẳn còn có hết sức dễ dàng. Con mẹ nó ngươi còn muốn tự mình ra tay, có tin hiện tại ta liền băm vằm ngươi hay không? Nghe nghịch tử nói, Thẩm Vạn Đình thiếu chút nữa thổ huyết, phất tay lên nói. Người đâu, trói ra hỏa này cho ta, đánh mạnh vào, không được lưu thủ. Cái này, nghe được phân phó, một đám hạ nhân xông tới, tất cả đều có chút không biết làm sao. Bất quá nếu như ra lệnh. Bọn hắn không dám phản bác, đồng loạt tiến lên trói Thẩm Quân lại, nhưng không động thủ. Vì cái gì? Chứng kiến phụ thân tức giận thật, không giống vui đùa, vẻ mặt Thẩm Quân tràn đầy không thể tin được. Còn dám nói với ta vì cái gì, người có biết hôm nay danh sư học viện kế nhiệm viện trưởng là ai không? Thẩm Vạn Đình tức đến run rẩy. Viện trưởng, ta vừa tới trường học không bao lâu, liền bị người đánh, cũng không có tham gia đại điển kế vị. Chương 1696, Thẩm Quân khóc hai. Thẩm Quân lúng túng. Tuy theo phụ thân đi gặp việc đời, nhưng mà đại điển kế vị còn chưa bắt đầu, đã bị đánh hoàn toàn thay đổi, để cho thuộc hạ nâng về gia tộc rồi. Cái gì cũng không có nhìn thấy, tự nhiên không biết viện trưởng mới là ai, càng không biết gây ra bao nhiêu động tĩnh. Viện trưởng mới chính là Trương Huyền. Thẩm Vạn Đình nổi giận đùng đùng, nhìn đám hạ nhân vẫy tay một cái. Mang theo nghịch tử này. Đi danh sư học viện xin lỗi, không, đi hoàng cung trước, ta muốn đi tìm Ngọc Thần Thanh bệ hạ. Nghịch tử này làm ra sự tình đại nghịch bất đạo như thế, tiến đến nói xin lỗi,
chỉ sợ ngay cả cái bóng của viện trưởng cũng không thấy được, chỉ có thể gửi hy vọng ở bệ hạ. Một màn đồng dạng còn phát sinh ở Liễu gia. Liễu Tuyền cũng vẻ mặt mộng bức bị phụ thân hắn điên cuồng đập một trận, mấu chốt nhất là, lúc trước tổn thương, còn không được bó thuốc. Dẫn đến rất nhiều địa phương thối rữa càng ngày càng nghiêm trọng, đau đớn không chịu nổi, vô cùng thê thảm. Nếu như nói lúc trước còn không lý giải, giờ phút này chứng kiến Trương Huyền ngồi ở chủ vị, mấy câu khiến cho Hoài Vương ra cảm ơn rơi nước mắt, thiếu chút nữa quỳ xuống, càng làm cho Ngọc Thần Thanh bệ hạ cầu ra ra báo nãi nãi, lại dâng lên hạt bồ đề. Có ngốc cũng hiểu rõ, người trước mắt này địa vị cao như thế nào. Một người làm việc một người chịu, là ta muốn đối phó Trương viện trưởng, kính xin viện trưởng không nên dẫn lây sang Thẩm gia chúng ta. Thẩm Quân Trọng thương cắn răng nói. Còn có ta, mấy người kia là ta tìm, cùng Liễu gia không có chút quan hệ, cha ta căn bản không biết gì cả. Liễu Tuyền cũng vội nói. Nghe xong, Trương Huyền giờ mới hiểu được đến cùng xảy ra chuyện gì, nhịn không được lắc đầu. Ngươi chạy đến danh sư học viện, muốn giáo huấn ta. Đây không phải tìm chết sao? Coi như lúc ấy mọi người không biết thân phận viện trưởng của hắn, nhưng Huyền Huyền hội ở đó. Không có bị đánh chết, đã coi như là hạ thủ lưu tình. Vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ, đang muốn cự tuyệt đối phương bồi thường, dù sao hắn cũng không có bị thương. Nhưng linh quang lóe lên, nhận lấy không gian giới chỉ. Địa vị của hắn bây giờ đã không phải học viên bình thường như trước kia, mà là danh sư học viện viện trưởng, đối phương ngang nhiên tìm bản thân phiền toái, không xử lý mà nói, đối với danh dự của học viện có ảnh hưởng rất lớn. Thứ hai, hai gia tộc này tất nhiên cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, ở Hồng Viễn Thành là sống không nổi nữa. Không nói cái khác, do lực ảnh hưởng của mình, nếu như bị người khác biết rõ, bọn hắn đắc tội qua bản thân, ai còn dám cùng bọn họ buôn bán. Tránh còn không kịp. Địa vị đại biểu lời nói và việc làm, mọi cử động phải phù hợp thân phận mới được, đây là xã hội. Tiếp nhận không gian giới chỉ, tinh thần nhìn lướt qua, ngẫu nhiên chứng kiến vô số bảo vật. Chỉ là linh thạch thượng phẩm, thì có tiếp cận 500 viên. Hai gia tộc này thật hào phóng. Trương Huyền sững sờ. Nhiều linh thạch thượng phẩm như vậy, cũng không phải là số lượng nhỏ, coi như là Hồng Viễn Hoàng thất lấy ra, chỉ sợ cũng thương gân động cốt, hòa hoãn một đoạn thời gian, hai gia tộc này nhẹ nhõm ra, đủ thấy nội tình thâm hậu. Thẩm gia thương hội trải rộng toàn bộ Hồng Viễn đế quốc, hơn nữa rất nhiều sinh ý của bọn họ, đều là sinh ý cùng Thanh Nguyên Phong Hào đế quốc. Tài sản có chút phong phú, muốn nói vốn lưu động, sợ là Hoàng thất chúng ta cũng không có nhiều như vậy. Nhìn ra khiếp sợ của hắn, Ngọc Thần Thanh ở một bên lặng lẽ truyền âm. Còn giàu có hơn Hoàng thất. Trương Huyền tặc lưỡi. Khó trách lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Quân, liền trực tiếp lấy ra hai viên linh thạch thượng phẩm coi là lễ gặp mặt, đây chính là Hình Viễn, Ngọc Phi Nhi cũng làm không được. Nguyên lai trong nhà có như vậy tiền. Nếu như việc buôn bán của bọn hắn, lại có giao dịch với Thanh Nguyên đế quốc, hoàn toàn có thể để bọn hắn hỗ trợ. Ý tưởng vừa rồi ở trong đầu vòng một lần. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Hiện tại hắn thiếu tiền, muốn đi tìm kiếm linh thạch thượng phẩm mà không được, nếu như việc buôn bán của đối phương, lại có đường lối tới Thanh Nguyên Phong Hào đế quốc, chắc hẳn bán ra vài thứ là cực kỳ đơn giản. Dù sao so với hắn xuất thủ, dễ dàng hơn nhiều. Đã như vậy, vì sao không cần thoáng một phát? Đồ vật ta liền nhận. Nghĩ vậy, Trương Huyền nhẹ gật đầu, nhìn qua. Vừa vặn ta còn có chút việc còn muốn làm phiền các ngươi. Viện trưởng nói là được, chỉ cần Thẩm gia cùng Liễu gia chúng ta có thể làm được, nhất định không chối từ. Ánh mắt Thẩm Vạn Đình, Liễu Tại Ngôn sáng lên, đồng thời ôm quyền. Hiện tại sợ nhất chính là đối phương vô dục vô cầu, có việc, mới có thể lôi kéo quan hệ, càng ngày càng tốt. Tình huống lúc đại điển kế vị, các ngươi đều thấy được, rất nhiều thú sủng ở Vân Vũ Lĩnh vì lấy niềm vui của ta, đưa rất nhiều lễ vật, mấy thứ này ta không dùng tới. Các ngươi đều thiện việc buôn bán, có thể thay bán ra hay không? Trương Huyền nói ra mục đích. Cái này, chúng ta cầu còn không được. Nghe được không ngờ là yêu cầu này, Thẩm Vạn Đình, Liễu Tại Ngôn lập tức đại hỉ. Liên quan tới lợi ích, sẽ dứt bỏ không ra, đối phương giao thứ này cho bọn hắn đi làm, nói rõ đã vứt bỏ hiềm khích lúc trước, rất tín nhiệm rồi. Vậy là tốt rồi. Trương Huyền không nói nhiều, lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa tới. Rất nhiều thánh thú của Vân Vũ Lĩnh tặng cho bảo vật, tất cả ở bên trong. Mấy thứ này, tuy quý hiếm, nhưng với hắn mà nói tác dụng không lớn, còn không bằng đổi lấy linh thạch thượng phẩm, dùng để tu luyện.
còn căn cơ của đối phương ở đây, khẳng định không dám chơi hoa chiêu gì. Mấy thứ này, vô luận ở Hồng Viễn Thành hay đế quốc khác, đều cực kỳ bán chạy. Viện trưởng yên tâm, giao cho chúng ta, cam đoan trong 2 tháng, sẽ giúp người tiêu thụ hết. Thẩm Vạn Đình liên tục gật đầu. Chương 1697, lại quay về Vạn Quốc Liên Minh 1. Rất nhiều bảo vật, khoáng thạch ở Vân Vũ Lĩnh, muốn nói chân quý nhất nhất định là Vân Vũ Hoa. Thứ này chỉ có ở nơi đây mới có thể sinh sản, vô cùng thưa thớt, coi như là Hồng Viễn Hoàng thất cũng cầm không ra bao nhiêu, thoáng một phát có nhiều tấn như vậy. Tất nhiên là cái giá trên trời. Có thể được mấy thứ này bán ra, một là có thể hiển lộ rõ ràng quan hệ của Thẩm gia, Liễu gia bọn hắn cùng tân viện trưởng, khiến người khác kính sợ, thứ hai, còn có thể khai thác thị trường càng lớn, để cho càng nhiều người biết rõ 2 đại gia tộc. Có thể nói, coi như là hỗ trợ bán ra, không thu một phần chỗ tốt, không kiếm một phân tiền, cũng kiếm lớn rồi. Vậy làm phiền. Biết rõ ràng đối phương cân nhắc cái gì, Trương Huyền cũng không nhiều lời, ôm quyền nhẹ gật đầu. Lại hàn huyên vài câu, xác định bán ra như thế nào, 4 người liền thức thời lên đường cáo từ. Mấy người rời đi, mi trưởng lão đi tới. Viện trưởng, ta đã an bài, nếu như hiện tại viện trưởng khảo hạch danh sư lục tinh mà nói, chỉ cần lựa chọn một phong hào vương quốc, ở trong 10 năm lại để cho nó thăng cấp thành đế quốc, coi như là thông qua. 10 năm. Trương Huyền lắc đầu. Quá lâu, hắn muốn khảo hạch, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Phong hào vương quốc, lấy hiên viên phong hào vương quốc đi. Trương Huyền nói. Hắn đi qua nhất đẳng vương quốc, là có cái này, lúc trước hiên viên vương thất bị hắn giết chết, xác lập Mạc Vũ làm quốc vương bệ hạ, hiện tại hơn nửa năm rồi, cũng không biết thế nào, vừa vặn nên trở về đi xem. Tốt. Mi trưởng lão nhẹ gật đầu. Hiện tại ta liền đưa tin cho tổng bộ, để bọn họ phái người đi hiên viên vương quốc. Trương Huyền đáp một tiếng. Xem qua rất nhiều thư tịch, đối với khảo hạch thăng cấp đế quốc, đã hoàn toàn hiểu rõ. Mặc dù danh sư học viện có tư cách giao phó danh sư lục tinh, lại không có tư cách vào được loại khảo hạch cấp bậc này, phải báo cáo danh sư đường cấp bậc cao hơn, để cho bên đó phái người tới giám sát. Bọn hắn sẽ trước tiến hành hạch định vương quốc, xác định đẳng cấp, người khảo hạch sẽ đi qua, nghĩ biện pháp thăng cấp. Một khi thành công, tổng bộ sẽ lần nữa phái người xác nhận. Như vậy liền tránh khỏi khả năng ăn gian. Truyền tin tổng bộ, bọn hắn phái người hạch định xong, đại khái cần 10 ngày thời gian. Mi trưởng lão tính toán thoáng một phát, nói tiếp. 10 ngày sau, viện trưởng có thể lên đường đi hiên viên phong hào vương quốc. Ân. Trương Huyền gật đầu. Dù sao hắn còn có nhiều thiên đạo công pháp như vậy không có học tập, danh sư học viện còn có rất nhiều thư tịch chức nghiệp không có quan sát, vừa vặn thừa dịp 10 ngày này, chung một chỗ hoàn thành. Mấy ngày kế tiếp, Trương Huyền không có đi loạn 4 phía, không làm gì liền đi tàng thư khố đọc sách. Rất nhanh, thuần thú viện, võ kỹ viện, thiên công viện, thư họa viện. Tàng thư khố của những chức nghiệp này, đều bị hắn đi dạo một lần, thư tịch trong đó cũng đều ghi vào trong đầu. Ngoại trừ đọc sách, chính là bế quan học tập, thời điểm ngày thứ 9, rốt cuộc đọc xong một lần. Đối với kiếm pháp, thương pháp, quyền pháp, thân pháp, cùng với rất nhiều võ kỹ, cũng có lý giải càng sâu. Lĩnh ngộ nhiều tri thức như vậy, học tập nhiều thiên đạo bí tịch như vậy, mặc dù lực lượng không có bất luận tăng trưởng gì, nhưng sức chiến đấu lại bạo tăng lần nữa. Nếu như hiện tại hắn gặp được mục sư khôi lỗi, căn bản không cần nhiều chiêu số, chỉ một chiêu là có thể giải quyết. Bán thánh sơ kỳ, thánh vực nhất trọng sơ kỳ, cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại, truyền đi, tuyệt đối có thể hù chết người. Cái này đã không chỉ là vấn đề tu vi thâm hậu, đối với lý giải võ kỹ, cùng lĩnh ngộ chiến đấu, đều đạt đến trình độ cực cao. Làm xong những thứ này, ngày cuối cùng, hắn kêu đám người Vương Dĩnh, Trịnh Dương, Ngụy Như Yên tới, bắt đầu giảng bài. Mặc dù mấy người kia đối với võ kỹ riêng phần mình, đều có lý giải rất sâu khắc, thực lực ở trong tuổi trẻ cực kỳ nổi tiếng, nhưng với hắn mà nói, còn quá yếu. Truyền thụ thương pháp, kiếm pháp, quyền pháp, thân pháp vừa lĩnh ngộ, để cho bọn hắn khổ tu, lúc này mới dặn dò một tiếng, Trương Huyền bước lên lưng Tử Dương Thú, thẳng tắp bay về phía hiên viên phong hào vương quốc. Lần này là đi khảo hạch, không cần mang theo những đệ tử này, chậm trễ thời gian tu luyện của bọn hắn. Mây trắng ung dung, gió nhẹ phơ phất. Tử Dương Thú thẳng tắp bay về phía hiên viên vương quốc, Trương Huyền lại nhoáng một cái, tiến vào Thiên Nghĩ Phong xào. Tinh huyết của phong mẫu thánh vực tứ trọng, sau khi cho Thiên Nghĩ Phong mẫu, thực lực của nó ngắn ngủn vài ngày liền tấn cấp đến thánh vực tam trọng,
so với tử dương thú còn cường đại hơn không ít. Thực lực như thế, cộng thêm các loại linh thạch bảo vật liên tục không ngừng cung cấp, không gian trong tổ ong, đường kính dĩ nhiên vượt qua hơn 300 mét, giống như quảng trường thật lớn. Thấy phạm vi tổ ong càng lúc càng lớn, chín đại vương giả vân vũ lĩnh bị Trương Huyền thuần phục, cũng thu tiến đến, sau đó lại tìm Ngọc Thần Thanh lấy rất nhiều gạch đá, để cho mấy gia hỏa này động thủ, xây dựng một phủ đệ. Cho dù không xinh đẹp bằng lúc trước, nhưng cũng phong cảnh lịch sự tao nhã, cư trú trong đó, cực kỳ thích ý. Bất quá, Trương Huyền tiến đến, cũng không phải nhìn phủ đệ, vài bước đi vào trung tâm sân nhỏ, nhìn về phía trên mặt đất, một cây mầm non xanh. Bồ đề tử. Thứ này ở hôm đó liền được trồng xuống, thẳng đến hôm nay mới ra chồi. Nhìn xem có thể để nó lớn lên nhanh chút hay không. Lúc trước chỉ là hạt giống, có thủ đoạn cũng không dùng được, giờ phút này nảy mầm, nhẹ nhàng cười cười, ngón tay Trương Huyền điểm ra, từng đạo thiên đạo chân khí trộn lẫn địa mạch linh dịch tuôn qua. Xì 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 xì. Chương 1698, lại quay về Vạn Quốc Liên Minh 2. Một hồi giòn vang, chồi cây như sinh mệnh bình thường, từng ngụm hấp thu linh dịch cùng chân khí, mắt thường có thể thấy được tăng trưởng. Địa mạch linh dịch cùng thiên đạo chân khí hỗn hợp, không chỉ có tác dụng đối với linh dược, đối với thánh dược tác dụng cũng rất lớn. Không đến nửa canh giờ, liền tăng lên trọn vẹn 2-3 thước, thân cây cũng có kích thước cánh tay. Tuy so với cây ở hoàng thất kia, chênh lệch có chút lớn, nhưng có thể khẳng định, kèm theo thời gian chuyển rời, quán thâu linh dịch cùng chân khí càng nhiều, nhất định có thể càng lúc càng lớn, vượt xa đối phương. Thu hồi chân khí, Trương Huyền nhẹ nhàng cười cười. Hiện tại hắn không có hóa phàm cửu trọng thiên đạo vu hồn, bất quá, đã có bồ đề thụ này, cùng hồn phách của thanh giác long thú, có lẽ có thể lần nữa đột phá, đạt tới cấp bậc cao hơn. Đang muốn vu hồn ly thể, tiến hành tu luyện. Chợt nghe Thiên Nghĩ Phong Mẫu ở cách đó không xa nói. Chủ nhân, tử dương thú ngừng lại ở trên không trung, giống như có người ngăn cản đường đi. Cản đường. Trương Huyền sững sờ, không tiếp tục dừng lại nữa, thân thể nhoáng một cái, đi ra tổ ong. Tổ ong là không gian gấp, lấy thực lực của hắn bây giờ, tiến nhập trong đó, còn không thể nhận ra tình huống bên ngoài. Bất quá, Phong Mẫu xây dựng nên tổ ong, có thể tùy thời giám sát và điều khiển chung quanh, tiến hành báo cáo. Trương Sư, chúng ta nguyện ý cùng ngươi đi Hiên Viên Vương Quốc, giúp ngươi một tay. Đi vào trước cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, lại chứng kiến đám người Lạc Thất Thất, Ngọc Phi Nhi, Hồ Yêu Yêu ngăn ở phía trước. Các ngươi là làm sao đuổi theo a? Trương Huyền kỳ quái. Tử dương thú bay hơn nửa canh giờ rồi, lấy tốc độ của nó, mấy người này cưỡi linh thú bình thường, làm sao có thể đuổi theo kịp. Biết rõ viện trưởng lựa chọn đế quốc thăng cấp khảo hạch danh sư lục tinh. Chúng ta sớm chờ ở chỗ này rồi, như vậy ngươi sẽ không có biện pháp đuổi chúng ta đi. Hồ Yêu Yêu cười nói. Bằng vào thân phận yêu nghiệt, cùng dung nhan tuyệt thế của nàng, cộng thêm thực lực bán thánh, hỏi tham gia loại chuyện nhỏ nhặt này, còn là rất đơn giản. Ách, được rồi. Thấy đối phương cố ý muốn cùng tới, Trương Huyền cũng không có cự tuyệt. Khảo hạch danh sư lục tinh, là sự tình của bản thân hắn, tuy danh sư khác không thể giúp vội vàng, nhưng chỉ cần không liên lụy đại cục. Một ít việc vặt vẫn có thể xử lý. Như vậy cũng có thể đẩy tiến độ nhanh hơn, để cho Phong Hào Vương quốc tấn thăng tốc độ nhanh hơn một ít. Cùng đi đi. Trương Huyền cũng không xoắn suýt, nói một tiếng, đám người Lạc Thất Thất vẻ mặt mừng rỡ đi vào trên lưng tử dương thú. Mấy người rất nhanh liền bay về phía Hiên Viên Vương quốc. Lần này tới đây, tổng cộng 4 người, theo thứ tự là Lạc Thất Thất, Ngọc Phi Nhi, Hồ Yêu Yêu, Đồng Hân. 4 vị đều là mỹ nữ. Làm cho cả gian phòng như hoa nở rộ, hoạt sắc sinh hương, chỉ tiếc, Trương Huyền là một đứa đầu đất, ánh mắt như mù, ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, cùng đối phương nói chuyện, cũng là chỉ điểm. Làm cho các nàng đều tràn đầy bất đắc dĩ. Trao đổi có chút không thú vị, nhưng ánh mắt cùng kiến thức của Trương Huyền, là các nàng không thể so, hơn nữa thủ đoạn rất nhiều, mới phi hành 2-3 ngày, liền liên tiếp đột phá. Nhất là Lạc Thất Thất cùng Ngọc Phi Nhi, dĩ nhiên đạt đến đạp hư cảnh sơ kỳ. Tiến bộ cực nhanh, làm cho người tặc lưỡi. Hồ Yêu Yêu đạt được Trương Huyền tận tâm chỉ điểm, cũng tiến bộ rõ ràng, tuy như cũ là bán thánh sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu cùng lĩnh ngộ võ kỹ lật ra gấp bội, sức chiến đấu so với mấy ngày hôm trước, gia tăng lên ít nhất gấp đôi. Có thể đoán được, đám người Thiết Chân Dương, Long Thương Nguyệt tu vi đồng dạng liên hợp, cũng chưa hẳn có thể là đối thủ. Thậm chí đối phó bán thánh cấp Lộc Thành lúc trước kia, cũng có thể không rơi vào thế hạ phong.
Đương nhiên, muốn thắng đối phương, khẳng định còn cần càng nhiều thời gian tu luyện cùng củng cố, nhưng ngắn ngủn vài ngày, liền có được thực lực như thế, có thể nói là nghe rợn cả người rồi. Còn Đồng Hân, Trương Huyền cũng chỉ điểm một ít, tiến bộ rõ ràng không có lớn như Hồ Yêu Yêu, nhưng sức chiến đấu cũng bạo tăng. Bốn người vốn chỉ muốn cùng Trương Sư chung một chỗ, trải qua kinh nghiệm thăng cấp đế quốc, ầm ầm sóng dậy, không nghĩ tới nhận được chỗ tốt lớn như thế, từng cái tràn đầy kích động. Không để ý tới các nàng kích động, thừa dịp mấy ngày này, Trương Huyền cũng thấu hiểu tu vi. Hắn tu luyện động tính thật sự quá lớn, ở chỗ này bất tiện thi triển, liền không có trùng kích cảnh giới cao hơn, mấy ngày nay thuận tiện nghiên cứu thư họa, thiên công, võ kỹ một lần, tinh khí thần cũng trở nên không giống nhau. Nhất là thư họa, khiến tâm cảnh người ta càng thêm bao la hờ hững. Giờ phút này, hắn chỉ bằng vào thư họa, dĩ nhiên đạt đến thất tinh. Cái khái niệm gì? Chỉ cần chân khí trong cơ thể đầy đủ, chỉ bằng vào một cây bút, tùy tiện vẽ tranh, có thể vẽ ra ngàn vạn linh thú, vô số binh sĩ, giết chết một phong hào vương quốc, nhẹ nhõm đến cực điểm. Đáng sợ. Vô luận loại phụ tu nào, chỉ cần có thể vượt qua lục tinh, tất nhiên đều có lực lượng kinh thiên động địa, khiến người ta kính sợ. Phía trước là vạn quốc liên minh, Trương Sư, có muốn đi xuống xem một chút hay không? Nửa tháng sau, Lạc Thất Thất đứng ở bên cửa sổ, cúi đầu nhìn thoáng qua nói. Vạn quốc liên minh, Trương Huyền nhẹ nhàng cười cười. Xem một chút đi. Hắn từ vạn quốc liên minh rời đi, đến bây giờ đã hơn 4 tháng, nếu như đi ngang qua, tự nhiên phải xuống nhìn xem. Dù sao, là ở nơi đây thông qua được tuyển chọn, mới có tư cách vào danh sư học viện, mới có địa vị cùng thân phận hôm nay. Chương 1699, Trương Huyền anh tư cao lớn 1. Nghe được phân phó, thân thể của Tử Dương thú nhoáng một cái, thẳng tắp lao xuống phía dưới, trong nháy mắt liền đi tới bên ngoài quảng trường liên minh. Lúc trước ở trên quảng trường này tiến hành cuộc thi, cùng thiên tài của hơn 20 vương quốc nhất đẳng, đoạt được tư cách tiến nhập danh sư học viện, tuy chỉ có ngắn ngủn mấy tháng, nhưng giờ phút này nhớ tới, như đã cách mấy đời. Khi đó thiếu niên khí phách, phóng khoáng phương tù, khí thế bay thẳng hoàn vũ, không ai bằng. Hiện tại, rõ ràng trầm ổn hơn rất nhiều. Lão sư chính là từ nơi này đi ra sao? Nhìn về phía quảng trường cực lớn trước mắt, vẻ mặt Lạc Thất Thất hiếu kỳ. Trong mắt nàng, lão sư là một nhân vật thiên tư tuyệt đỉnh, coi như là thế hệ thanh niên của thánh nhân quý tộc có thể tới so sánh, cũng ít lại càng ít. Nhân vật như vậy lại có thể không phải xuất thân đại gia tộc, mà ở loại địa phương nhỏ này đi ra, thật là khiến người khó có thể tin. Quảng trường này thoạt nhìn rộng lớn, so với Thánh Sơn, linh địa của thánh nhân quý tộc chính thức là kém nhiều lắm, căn bản không có ở một cấp bậc. Không nói cái khác, độ dày của linh khí nơi đây liền thật sự quá kém, vô cùng mỏng manh, ở danh sư học viện tích lũy một tháng, chỉ sợ cũng hơn ở đây tu luyện một năm. Biết rõ ý nghĩ của đối phương, Trương Huyền cười cười, không có trả lời. Nếu như không có thiên đạo thư viện, hắn cũng sẽ tầm thường vô vi, ở thiên huyền vương quốc sống quãng đời còn lại. Nhưng, không có nếu như, vận mệnh cải biến bọn họ, cũng chỉ có thể từng bước một tiến về phía trước, không cách nào lùi bước. Để cho Tử Dương thú ở không trung chờ đợi, mấy người Trương Huyền dọc theo đường cái đi đến quảng trường. Lúc này quảng trường người ta tấp nập, vô số tu luyện giả đứng ở tại chỗ, đồng loạt nhìn về phía trước, một tượng đá thật lớn đang chậm rãi dựng thẳng lên. Làm cái gì vậy? Trương Huyền tràn đầy nghi hoặc. Quảng trường này tới gần phủ minh chủ của vạn quốc liên minh cùng danh sư đường, luôn cực kỳ thanh tĩnh, như thế nào tụ tập nhiều người như vậy? Đây là đang làm cái gì? Mau nhìn, đó chính là Trương Sư. Quả nhiên phong độ tư thái tuấn lãng, khí độ bất phàm. Đó là tự nhiên, Trương Sư là thần tượng của ta cả đời mục tiêu lớn nhất chính là đạt tới một phần vạn của hắn. Không riêng gì ngươi, tất cả mọi người ở nơi đây đều lấy Trương Sư là thần tượng a. Đúng vậy, nghe nói Trương Sư đi danh sư học viện, cũng không biết lúc nào trở về cho chúng ta một tiết học. Có thể nghe được tiết học của hắn, là sự tình bao nhiêu người tha thiết ước mơ, ngươi cũng đừng nghĩ rồi, ai bảo lần trước ngươi không có tới. Nói giống như ngươi đã đến rồi vậy, ngươi cũng không có ở hiện trường a. Còn chưa tới trước quảng trường, chợt nghe đám người nghị luận, rất nhiều người tuổi trẻ, cả trai lẫn gái nhìn về phía quảng trường, từng cái ánh mắt kích động, tràn đầy bội phục. Xin hỏi, Trương Sư trong miệng các ngươi nói là ai? Nghe được mọi người nghị luận, hơn nữa còn có danh sư học viện, Lạc Thất Thất có chút nhịn không được, đi lên trước, nhìn một thanh niên hỏi.
ngay cả Trương sư cũng không biết, kiến thức sao nông cạn như vậy. Nghe được có người ngay cả tính danh của Trương sư cũng không biết, thanh niên đang muốn quát lớn một câu, chứng kiến dung mạo của Lạc Thất Thất, lập tức dừng lại, sắc mặt xấu hổ đỏ bừng, có chút chân tay luống cuống. Là ngươi muốn hỏi a, Trương sư, tên một chữ Huyền, là danh sư vĩ đại nhất của vạn quốc liên minh chúng ta từ trước tới nay. Dung mạo của Lạc Thất Thất, ở bất kỳ địa phương nào đều có thể để cho vô số nam tử khuynh đảo, đột nhiên nhìn thấy, còn có thể nói ra lời, nói rõ định lực của thanh niên này coi như không tệ. Huyền, Huyền, trong, treo cổ, kia sao? Nghe được đối phương nghị luận dĩ nhiên là bản thân, trên mặt Trương Huyền tràn đầy cổ quái, chờ đối phương xác nhận, nhịn không được nói. Trương Huyền, hắn, lúc nào thành thần tượng của các ngươi rồi hả? Mình mới rời đi hơn mấy tháng, nghị luận bản thân làm gì? Còn có thần tượng, danh sư vĩ đại nhất, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Càn rỡ, cũng dám gọi thẳng tính danh của Trương sư, hơn nữa nói ra lời đại bất kính như thế, ai cho ngươi lá gan? Đang muốn tiếp tục hỏi thăm, làm rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, chợt nghe một tiếng hét lớn vang lên. Liền chứng kiến một thiếu niên kiêu ngạo đi tới. Bộ dáng 16-17 tuổi, quần áo hoa lệ, lúc hành tẩu có chứa khí thế rất mạnh, nhìn qua đã biết rõ địa vị không thấp. Hắn vừa xuất hiện, hơn nữa thanh âm mới vừa rồi rất lớn, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý, nhao nhao nhìn lại, chỉ liếc nhìn Trương Huyền, đã bị bốn vị mỹ nữ bên cạnh hắn hấp dẫn. Ngọc Phi Nhi, Lạc Thất Thất, Hồ Yêu Yêu, Đồng Hân. Mỗi một vị đều là tồn tại khuynh quốc khuynh thành, thoáng một phát xuất hiện bốn vị, hơn nữa cùng một thanh niên ở chung một chỗ, đổi lại ai cũng sẽ cảm thấy kỳ quái. Bát Điện Hạ luôn luôn phong lưu, chứng kiến nhiều mỹ nữ như vậy, nhất định là muốn ở trước mặt các nàng triển lộ uy phong. Muốn tìm phiền toái tìm khắp không lên, đây không phải đụng lên họng súng sao? Dám gọi thẳng tính danh Trương sư, lá gan thật là lớn. Trương sư ở Vạn Quốc Liên Minh là thần tượng được rất nhiều người tuổi trẻ sùng bái, vị Bát Điện Hạ này càng lấy hắn làm mục tiêu phấn đấu. Rõ ràng còn nói, treo cổ, treo con em ngươi a, quá không biết nói chuyện, đáng đời không may. Bản thân muốn chết, trách không được người khác. Biết rõ sự tình từ đầu đến cuối, tất cả đều lộ ra cười lạnh, chờ xem náo nhiệt. Vị thanh niên này, là nhi tử thứ 8 của Vạn Quốc Liên Minh Triệu Minh Chủ, thân đệ đệ của Triệu Phi Vũ, chỉ có 16 tuổi. Tuy tuổi không lớn lắm, nhưng danh tiếng cũng không phải quá tốt. Chương 1700, Trương Huyền Anh Tư cao lớn 2. Háo sắc, cuồng vọng không bị trói buộc, cậy tài khinh người, hành vi không chịu nổi. Bất quá, mấy tháng trước hành vi đã có đổi mới, nghe nói bị tỷ tỷ giáo huấn một trận, thể muốn lấy Trương sư làm gương, nỗ lực tu luyện, tranh thủ trở thành cường giả. Bởi vì sùng bái, vì vậy ghét nhất người khác nói bậy thần tượng. Gia hỏa này, trực tiếp hỏi có phải chữ Huyền trong treo cổ hay không. Quả thực chính là không tôn trọng Trương sư, khó trách gia hỏa này tức giận, hơn nữa bốn phía nhiều mỹ nữ như vậy, có thể cho sắc mặt tốt mới là lạ. Không đúng, các ngươi có cảm giác hay không, vị thanh niên này. Có chút quen mặt, có người nghị luận, cũng có người cảm thấy có chút kỳ quái, thanh niên được tứ đại mỹ nữ quay chung quanh, thoạt nhìn có chút quen mặt, thật giống như đã gặp ở nơi nào rồi. Ta cũng cảm thấy có chút quen mặt, chỉ là nhất thời nhớ không ra. Vừa nói như vậy, trong đám người cũng đã nhận khác thường, không ít người nhíu mày. Đại bất kính, như thế nào đại bất kính rồi hả? Chẳng lẽ cái tên, Trương Huyền, này, còn gọi không được? Trương Huyền yên lặng, nhịn không được lắc đầu. Bản thân hô tên của mình, lại cũng thành kiêng kỵ, để cho hắn dở khóc dở cười. Đương nhiên gọi không được, đổi lại bình thường, người vô lễ một chút liền thôi, người có biết hôm nay là ngày gì không? Thiếu niên hơi híp tròng mắt. Ngày gì? Trương Huyền càng thêm kỳ quái. Không thể kêu tên của mình thì thôi, lại còn chú ý thời gian. Hôm nay là ngày dựng tượng Trương sư, thân là con dân của Vạn Quốc Liên Minh, lại có thể không biết, còn thể thống gì? Nghe được hắn ngay cả hôm nay là ngày nào cũng không biết, thiếu niên xù lông, nổi giận đùng đùng. Những người khác cũng nghi hoặc, coi như không biết thời gian, trên quảng trường nhiều người như vậy cũng có thể chứng kiến a. Liên minh thịnh hội như thế, lại còn nói không biết, đây là cố ý coi rẻ, hay bất mãn với liên minh. Dựng tượng Trương sư. Trương Huyền ngẩn ngơ, ngẫu nhiên nhìn thấy pho tượng kia. Lúc trước chỉ nhìn lướt qua không có chú ý, nhìn kỹ, chỉ thấy pho tượng mặc trang phục danh sư, một tay vắt chéo sau lưng, một tay cầm lấy bút lông, ánh mắt nhìn trời xanh. Giống như muốn xuyên thấu cổ kim,
vượt qua nghìn năm, toàn thân để lộ ra tính tình cương trực làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Dưới thân là một con phượng hoàng, đôi cánh triển khai, làm cho người ta một loại cảm giác tùy thời phá không mà đi, bay lượn cửu thiên. Đây là ta. Trương Huyền nhướng mày, khóe miệng co lại, da mặt run run. Cũng mẹ nó, quá xấu a. Pho tượng giữa quảng trường kia, thân hình cao lớn, chạm trổ tinh tế, dùng tài liệu cũng cực kỳ hãn hữu, vô luận từ chỗ nào nhìn, đều cực kỳ không tệ, nhìn qua đã biết rõ xuất từ tay đại sư điêu khắc. Chỉ là cùng dung mạo của hắn có chút chênh lệch, nhất là khí chất, quá mức to lớn cao ngạo, phong thần tuấn lãng, khí tức lăng vân, ngược lại khiến người ta cảm giác không quá giống. Còn có, Phượng Hoàng, bản thân lúc nào ngồi qua đồ vật này? Cũng không có thuần phục qua linh thú, thánh thú loại này a. Thu phục nhiều man thú, linh thú, thánh thú như vậy, giống nhất cũng chỉ là thanh ưng thú, nhưng chỉ giống ưng mà thôi, cùng Phượng Hoàng không có chút liên quan nha. Xếp bằng ở trên lưng Phượng Hoàng, phóng lên trời, to lớn cao ngạo như vậy, tác phong như vậy, thực chính là mình. Như thế nào cảm giác không thể tin được như vậy? Nếu đối phương không nói là hắn mà nói, coi như nhìn một ngày cũng không tưởng tượng nổi. Lúc nào trở nên cao lớn như vậy, có khí phách như vậy rồi hả? Đây là dựa theo tiêu chuẩn của khổng sư tới điêu khắc a. Còn có ý trách trời thương dân, hiền lành độ lượng ở trong mắt kia. Cái quỷ gì? Không chỉ hắn, đám người Lạc Thất Thất chứng kiến pho tượng, mí mắt cũng nhảy loạn, nhất là Hồ Yêu Yêu, người khác kính trọng vị trương sư này, nàng là tự mình lĩnh hội qua lợi hại a. Bẫy người không đền mạng, vạn quốc liên minh lại có thể khắc ra pho tượng cao lớn như thế, mấu chốt là khí chất cùng phong độ so với bản thân kém cũng quá xa đi. Theo ta được biết, vị trương sư này có lẽ còn chưa chết a, sao lại dựng tượng làm gì? Dứt bỏ phiền muộn trong lòng, Trương Huyền nói. Dựng tượng, dựng từ đường đây đều là sau khi chết mới làm, bản thân còn sống rất tốt, chơi cái đồ này làm gì? Ngươi dám nguyền rủa trương sư? Không nghe lời này còn may. Nghe xong thiếu niên tức đến toàn thân run rẩy. Trương sư giảng bài, vạn quốc liên minh trăm vạn người đồng thời được lợi, cùng chung tôn xưng hắn là lão sư. Vì hắn dựng lên pho tượng, thời khắc kính bái, có gì không ổn? Giảng bài. Trương Huyền ngẩn ngơ, lúc này mới nhớ ra, sai vạn quốc liên minh đại tái, hắn nói qua một tiết học, cuối cùng còn lấy ra bút lông, vẽ lên một con phượng hoàng, ngồi ở trên phi hành mà đi. Chẳng lẽ điều khác chính là cảnh tượng khi đó? Nếu như vậy, ngược lại mình thực ngồi qua Phượng Hoàng, chỉ bất quá lúc ấy vì đẹp mắt, cường tráng thanh thế, không nghĩ tới người trong liên minh tưởng thật, lại điêu khắc bản thân thành dạng này, thời khắc kính bái. Đây cũng quá trò đùa a. Vẻ mặt Trương Huyền tràn đầy xoắn xuýt. Nói với những người này, mình không có cao lớn như vậy. Tương đương đánh mặt, không nói, lại cảm thấy có chút hổ thẹn. Ngẫm lại thật khiến người ta khó có thể lựa chọn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1700.